vía, mỗi người cái vía. Ai vô chưa ta? Cả nhà ơi, Thấm Ngô đang xem nè. Rồi ai đang xem nữa ta? Đang live đâu vậy? Đang live trên trang fanpage Thúy Nga Danh Hài đó, Danh Hài Thúy Nga đó. Thấm Ngô đang xem nè, Kimmy đang xem nè. Có ai đang xem nó lâu quá không live stream live ơi vậy trơn à. Lâu lâu mình phải live stream lại nè, có nè. Tâm sự nha cả nhà ơi nè. Có bình luận nè. Thành Phú Quốc đang xem nè. Trời ơi quá trời đây, thôi tôi mở nó không, nó ồn lắm. Tắt xuống đi. Kim Chi đang xem nè. Quá trời người đang xem mọi người ơi. Sắp đến ngày quốc tế phụ nữ rồi. Chúc cho mấy chị em phụ nữ luôn luôn tràn trề niềm vui nha. Và có nhiều món quà của người đang yêu. Raiden Nguyên đang xem. Hiển Linh đang xem, Hiền Linh đang xem, Hoa Lan đang xem. Trời ơi, khi nào mà đủ đông đông đi rồi mình trò chuyện đi ha. Hôm nay thì là cái chủ đề thì nhiều lắm. Hôm nay là không có giỡn hớt vậy trơn á, mà cũng không có sân si vậy trơn nha. Nói chuyện đơn giản nhẹ nhàng thôi. Để cho cộng đồng mạng với lại mọi người hiểu được mọi vấn đề. Nói cuộc đời hả? Đôi lúc hả, làm ơn mắc oán quý vị ơi. Lê Sáu đang xem, Nhung Trần đang xem. Quá trời người đang xem nè. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bàn về đề tài hôn nhân, tình yêu và hạnh phúc nha. Chủ đề của ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Ủa, ở Mỹ mình đâu có ngày quốc tế phụ nữ đâu phải không Leon? Đúng rồi. Vậy là hôm nay thì nói cái chủ đề này thì nó phù hợp với lại phụ nữ Việt Nam hơn. Nhưng mà chủ đề ở đây thì mình đang nói là phụ nữ ở Mỹ. Ở Mỹ thì chỉ có cái ngày lễ Mother's Day thôi quý vị, chứ không có cái ngày lễ quốc tế nha. Nhưng mà thực sự ra fan của chị bé heo là đang nhắn tin Nga ở Mỹ luôn. Nói là cô ơi, con muốn gửi hoa cho cô bé heo, cô hơi giúp cho con được không? Ok các con, cô sẽ phục vụ các con liền. Tại vì lâu quá rồi cô cũng quá bận rộn, cô không có thăm chị bé heo. Thì để đợt này cô sẽ làm hoa ha, cô gửi cho chị bé heo cho tụi con ha. Fan của bé heo. Thi Nguyễn đang xem nè, Yến Hải đang xem nè, fan Phạm Hương Ly, Phương Ly đang xem nè, 1.200 người rồi nè. Hoa Biển Ngạn nè. Nên bây giờ đọc tên một hồi nữa, mà nếu không có đọc tên thì giận. Bây giờ ai vô sớm lẹ lẹ để em đọc tên nha. Lát nữa mà em trò chuyện là em không có đọc tên, em không có trả lời bình luận, rồi đừng có giận Thí Nga nha. La Kim Thoa nè, Trường Kim Phụng đang xem nè, thả tim thả like xe ơ đồ các kiểu đồ, giống như bán hàng đồ. Mọi người ơi cả nhà ơi Phùng Ngọc Ngân đang xem nè. Ủa live stream mà sao có mình tôi hò hét thì trời, đồng bọn tôi đâu hết trơn rồi. Tại vì Nga muốn gì đó, muốn cho tụi này đi hít đất tập thể dục để cho xả ra. Chứ không phải đi làm tóc đồ, make up đồ được. Mới đi xe đạp về không có làm gì hết trơn. Thì không, chắc không. Nè. Chắc không làm không? Nè. Trời ơi không có làm gì hết trơn nha mọi người, cái tóc dựng ta nói là mét. Đạp xe đạp ở Miles Square. Em đi Thái nè. Vô đi mọi người ơi. Ăn yến không? Tôi chưng sẵn trắng yến cho chút cho nó không khỏi. Tôi không có tin đâu, tại vì lần nào qua cũng nói cho ăn yến không, xong tới đợi tôi lên 12 giờ đêm. Mời vô chưa? 12 giờ đêm tôi đi về mất ăn yến nè. Mời vô chưa? Mời rồi, 1.400 người coi rồi nè. Để tôi nhầm yến cái đó. Ủa, cái xích gì? Quan kia chút rồi. Trời ơi, chật quá vậy đó. Leon. Không, không phải, xích qua đi để vô khung hình hả? Vô khung hình hả? Rồi, tất cả khi nghe thì vừa mà Leon thì bị mất cái đầu rồi, giờ sao? Đâu có. Nè. Leon ngồi xa nghe một chút đi. Xa rồi ha. Đó, xa đi. Đang Thí xem Hương, kìa. Đang xem Thí nè. Hương. Trời ơi, đầu năm nè. Hai tay hay là ba tay nghe? Hai tay thôi. Hai tay nghe thấy. Leon đẹp rồi, Leon không cần ăn đâu. 1.500 rồi kìa. Ngàn rưỡi rồi kìa, cũng mau. Trời chân yến chắc tới khuya luôn á. Cả nhà ơi, hôm nay nó nhiều cái đề tài, chủ đề hay lắm. Để mình trò chuyện. Nghe có nói là bữa nay là mình chỉ trò chuyện thôi, mình không muốn nhắc tới cái gì, mình không muốn bóc phốt gì chưa? Hôm nay thực sự không phải là mình bóc phốt,
mình nói để cho mọi người hiểu. Ủa sao tôi kêu bốc hốt ta? Bốc phốt. Hôm nay không phải là chương trình bốc phốt hay là sân si nha. Có nhiều người khán giả comment như thế nha. Ôi trời ơi, sao nghệ sĩ mà sân si phải? Nga đang muốn giải thích cho cộng đồng mạng hiểu cái vấn đề ở nước Mỹ với nước Việt Nam. Ủa sao chen quá vậy? Hôm nay chen sao tự nhiên chen tôi mới dạ? Thôi kệ đi, kệ được rồi. Rồi 1800 rồi kìa. Nghe làm cái Andy lật đật đứng dậy luôn. Kệ đi, ừ. Vô đây đi Andy. Ơi, đó Phạm Loan đang xem nè, Vivian đang xem nè, Linh đang xem nè. Ôi chết cha. Thì hôm nay đụng, đụng dưới phone này đi, đụng đây là. À, ủa không được hả? Đụng chứ... đó là một hồi mất rồi, phải làm lại từ đầu đơ lắm. Phải không? Tẳng lẽ cái này phải chạy chứ sao kỳ vậy? Thì đó. Vậy coi dưới đây là đi. Là họ đang xem hết trơn kìa, mọi người chia sẻ. 1900 rồi kìa. Ừ, 1900 rồi đó. Tẳng lẽ phải tự chạy mà anh đi. Sao kỳ sao vậy? Nghe, tại Nga đụng, Nga đụng bên đây thôi. Không, là nó tự chạy đó chứ. Tên rồi. Tuổi nó vẫn tự chạy rồi đó. Cả nhà ơi. Hoài Lê đang xem. Đặng Châu Hà đang xem, Bích Ba Bé gia đình đang xem, Trần Thu, Nguyễn Thơm, Trang Võ, Bé Thơm, Bình Dương, chị Trần Ngọc Bình Dương nè, Hiền Vi, Trung Quốc Thiện, cô Nga vui tánh dễ thương gì kìa, Nhài Vũ, Thi Nguyễn, Áo Trắng có con gấu gì kìa, Trang Võ đang xem, Hồng Thu, Chi Lê, Bạch Vân, Anh, Ngân Phương. Không thấy Andy, mấy cái cô Diệu Tâm. Ê, Andy vô đi Andy kìa. Cô Diệu Tâm đang xem, Lo Nguyễn đang xem. Hello. Chị Hồng Tươi, ơi. Chị Hồng Tươi đang xem, Minh Ánh đang xem, Maika đang xem. Không thấy Andy, thấy Andy rồi đó Maika. Nicholas Phạm, con biết chú để mẹ Mỹ. Chủ đề là gì rồi? Chủ đề là con bữa con cũng có coi. Thôi không sao đâu. Gì vậy? Cái gì? Vụ gì vậy? Dạ không có gì hết. Vụ gì viết ở đây nè? Đoàn Dung đang xem. À, Nguyễn Hạnh Lê xem. Hạnh Lê AVA gọi dạ. Tên em Loan đi Diễm Diễm. Ủa Loan Nguyễn là fan của Leon hay sao Đặng. Mà xem quá vậy? Đúng rồi. Loan Nguyễn là fan của Leon hả? À. Càng ngày càng trẻ. Hello cô Dự Tâm, hello người yêu dấu đang xem. Nga Trần Hồ Thị Thanh Trang, Bình Võ. Apple. Bác Phương Lo Nguyễn Hà Nội, Ngân Phương, chị Nhi Hà. Mình đọc chút nữa đi cho lên cái rồi mình làm luôn nha. Mình đọc cho mọi người đọc vui. Đọc nữa là tới Tết đó. Anh Thu Vân. Thôi bây giờ mình gạt những cái bình luận qua đi. Bây giờ mình nói chuyện đi. Rồi bây giờ ai vô, Nga vô trước hay sao đi. Thì bây giờ Nga thì cô Dự Tâm với nhóm nha cô Dự Tâm. Nga nhường cho Leon với Andy đó. Andy với lại Leon có những cái gì trăn trở. Là những cái gì mà bức xúc hay là những cái gì mà muốn trình bày ra đây thì mình nói. Cái này là nếu mà nói về ba anh em tụi mình hôm nay quyết định làm cái livestream này là không phải muốn bóc phốt cá nhân ai hay là chỉ trích cá nhân ai. Tụi này muốn đưa những cái gì đó nên đem đưa ra ánh sáng thì tụi này sẽ làm hôm nay. Và đặc biệt một cái là tụi này một lần nữa xin đứng đây, ngồi đây và nói rõ rằng tụi này làm rất là chỉnh chu và đàng hoàng chứ không có một cái ý nào gọi là sân si hay là nói chung tất cả những cái gì mà trước giờ xảy ra là mình đều Phật muốn ý. Dứt. Đúng rồi, mình là muốn Phật dứt ý. Hết. Thì bây giờ nhưng mà cuối cùng thành ra cuối cùng là trời mình ơi, bị... đúng rồi. Cuối cùng là mình thành giống như mình là ôm vào. Mình ôm quả vào thân, đúng rồi. Thân đúng rồi, chị Xuân Đinh, Cindy, chị cô Nhàn. Xin đi cô nhà chị Ngân Phương. Người ta gọi là làm phúc mà xúc cái tội quý vị. Đúng rồi, đúng rồi. Nga thì... là Nga nói thật quý vị là Nga hay bị cái gọi là cái sao thị phi. Thị phi mà thị phi oan ức á. Đời Nga oan ức nhiều lắm nhưng mà lúc nào Nga không vui vẻ cho qua hết trơn á. Oan ức rồi bị đồn thổi này nọ đủ thứ trơn á. Nhưng mà cuộc đời Nga nha có những cái oan ức mà nó tới 10 năm rồi Nga còn chưa bao giờ muốn Kim giải Nguyễn, thích nữa đúng luôn rồi, có Kim huống chi những cái chuyện nó đơn giản chuyện nhỏ như con thỏ này nhưng mà mình nó cũng phải. Không phải là mình lúc đầu mình nghĩ chuyện nhỏ như trời con thỏ đúng rồi mình lúc đầu tôi hết hồn hết hồn chuyện nhỏ lúc đầu mình nghĩ chuyện không tại cái giọng của Leon nó bắt mic thôi nó bắt microphone lúc đầu mình nghĩ là nhỏ thôi đúng, đúng không? Rồi lúc đầu mình nghĩ là nhỏ rồi mình cứ để cho mọi việc giống như cái vết thẹo vậy đó mình cứ nghĩ là nó không có bị không phải là vết thẹo một cái vết thương nhẹ thôi vết thương rồi mình nghĩ là nó không có gì hết rồi mình cứ để riết rồi nó ăn vô nó thành tổn thương đến cơ thể thôi. Thì bây giờ thì mình bắt đầu vô thì bây giờ thôi mình nhường cho Andy nói về cái vấn đề mà
Tôi thấy từ đâu mấy ủng hộ lắm mà, vậy mà không biết ơn anh Thu Vân. Rồi chưa, mấy chị nói chưa? Mia Trang, Kim Mai đọc cái nha, mà cô chị Mạc Mỹ Phương, Long Đinh, rồi Hoàng Hồng Vân. Không có bình luận, không bình luận, mình đọc tên thôi. Kim Hân Bùi, ai nói gì mình cũng không rồi. Phương Nguyễn. Rồi chị Dư Phụng, rồi bây giờ để cho Andy nói cái vấn đề đó đi, rồi bắt đầu anh em mình từ từ. Năm nay tôi là sao cái đồ đó. Thôi đừng có sao với Trăng, hiện giờ mình cứ làm đúng cái bổn phận của mình thôi. Được chưa, rồi mấy chị xong chưa? Rồi. Xong rồi, em xong rồi. Bây giờ trước khi nói là phải giơ tay nha. Rồi. Chứ không có tranh giành. Không có tranh giành nhá. Chương trình là đâu phải chương trình tranh giành nữa nè. Rồi. Rồi bây giờ mình gọi tên xong chưa? Xong rồi. Mọi người ơi, sorry là bên nãy giờ đó là đợi mọi người vô thì anh em tụi này có gọi tên mọi người, thì một hồi nữa nếu mà mọi người có vô mà không có gọi tên thì lúc đó là cho tụi này xin lỗi, bởi vì lúc đó là tụi này đang rất là trân trọng trình bày những cái gì mà nên trình bày nha, cả nhà đừng có giận nha. Và có thể là sau đó thì anh em tụi này sẽ vào trong cái livestream đúng không? Mình sẽ coi comment và mình sẽ trả lời nha. Giơ tay nói chuyện và giơ tay trả lời nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mình nhường cho anh Đi nói rồi mình vô cái câu chuyện. Anh Đi bức xúc gì? Bức xúc gì? Tôi đâu có bức xúc gì. Nhưng mà trước tiên thì xin chào cả nhà, thì cho anh Đi giới thiệu sơ về bản thân chút xíu. Là tại vì có nhiều người, tại sao anh Đi phải giới thiệu sơ về bản thân, là tại vì cái gì cả nhà nếu mà đã theo dõi anh Đi trong thời gian qua là biết anh Đi rất là kỹ tính. Cái gì nó phải là kết nối với nhau, cho nên là anh Đi phải giới thiệu bản thân rồi từ đâu nó sẽ ra cái câu chuyện. Thứ nhất là Andy là có một cái salon, cho nên công việc rất là ổn và cũng có làm thêm nhiều việc khác. Nói chung là cái công việc Andy là tạm ổn. Và Andy có một cái shop online. Cái shop online là Andy có bán đồ online, nhưng Andy sẽ nhấn mạnh là cái đó Andy thích thì Andy bán, còn không thích thì Andy đóng cửa. Chắc và... quảng cáo bán hàng quá vậy. Không, không thì sẵn có hai người máy làm luôn. Đi rồi, đó thấy không, làm mất hứng à. Sao? Để mình nói để sau này mình không có bị người ta nói là câu view câu like. Thì cái shop online của Andy á, có bán hàng online, nhưng mà thích thì bán, không thích thì đóng cửa. Và những cái đó Andy bán toàn bộ số tiền Andy sẽ gửi về. Andy sẽ làm những cái việc hữu ích bên Việt Nam. Nếu mà muốn minh chứng thì Andy có thể chứng minh cho cả nhà coi. Chị, mình đâu cần. Không, để sau này người ta nói là mình muốn câu like, câu view để mình bán hàng. Sau này Andy bán hàng thì nó bị dính líu cái đó. Nha. Xong rồi bây giờ Andy xin vô vấn đề phải không? Tới vô vấn đề. Bây giờ là nửa tiếng rồi. Nói về ok cái vấn đề về một cái livestream vừa rồi đi. Rồi. Ok, cái livestream hôm nay cái nhóm Andy này. Cái nhóm Andy với lại ở sao mà che màn hình tôi quá vậy nha. Đó thì Nga xích qua đây chưa, mình chưa nói qua xích ra đây thì chị cho hắn vô trọn màn hình cho hắn nói đó. Đi, vô đi. Rồi, tôi mà nhỏ xuống đi, xích qua đây nhỏ xuống đi. Ok, rồi. Lúc này ăn quá không có chen chút được. Thì hôm nay có một số hiểu lầm bên một cái livestream của Như Quỳnh Lê mà hôm nay Andy và nhóm bắt buộc phải lên tiếng. Cái thứ nhất là có một bạn trong cái livestream của Như Quỳnh Lê là có nói giống như là nói tụi này xạo. No. Nói như nói móc nói méo và có những cái lời nói mà Andy có comment trên cái Facebook của Như Quỳnh Lê thì hôm nay khuyên rằng thì cả nhà cũng cái chuyện mà Như Quỳnh Lê á, thì mình sẽ nói về sao cho Andy nói về cái bạn này trước. Đúng rồi. Thứ nhất, những lời Andy nói đây, cả nhà khoan hãy tin Andy, nhưng cả nhà phải dùng cái suy nghĩ của một người rất là trưởng thành, rồi sẽ coi những cái lời Andy nói và dẫn dắt đâu là sự thật, đâu không phải là sự thật nha cả nhà. Cả nhà khoan hãy nóng giận hay là khoan hãy vội vàng những phán cái xét. Việc mà phán xét phải nghe Andy nói hết từ đầu tới đuôi. Thứ nhất, Andy sẽ đưa ra những cái việc bạn này có xạo hay không, hay là những cái việc có sự thật hay không. Chuyện thứ nhất, cái bạn này á, nói về việc con chó. Thì Andy xin nhắc lại á, là cái việc con chó thì bạn này trước đó có mời nhờ một người. No, gọi bạn này cho... nói về chửi là thằng chửi Leon. Nói rằng Leon xạo sự là mày bán cho, nói nguyên nhân là mày là người bán cho tao con chó, mà mặt chó mày nói là mày không biết tao. Thì cái này Leon sẽ để cho Andy nói chuyện. Ok, cái chuyện thứ nhất là có một người gọi cho Leon nói là cái bạn này muốn mua con chó, và Leon có nói một câu như vậy: bán cho ai cũng được, bán cho cái người này thì không. Xin lỗi là không. Xin bán. Xin lỗi, bán cho cái người này thì không. Ủa mà sao biết là bán cho người đó, là tại họ, gì? Họ có nói bán cho người đó gọi. Cái người đó gọi, người bạn gọi cái tên luôn mà cái người này rất là thân mà. Người này rất là lớn tuổi và
gọi, nói để cái này để Leon nói là gọi cho Leon buổi chiều, lúc đó thì Leon đang cho chó ăn, thì buổi chiều đó Leon gọi nhận được cái phúc phong, cứu phong của người anh đó cũng quen biết người này và quen biết Leon, thì nói là có người đó nhờ anh gọi cho em hỏi là em có bán con chó hay không, hắn muốn mua. Thì Leon nói vâng em có bán con, muốn bán con chó, nhưng mà nếu người đó mua thì em không bán, em để em nuôi bằng cách nào em cũng bán. Thì người đó mới nói là anh không biết, thì nếu mà em ok thì anh mới cho số điện thoại của em cho người đó để gọi trực tiếp, còn nếu không thì anh sẽ nói với người đó. Thì Leon có nói rằng vậy thôi anh cứ gọi người đó và nói là không, Leon không có bán. Và sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì Andy gọi cho Leon. Ok, và sau đó cái việc con chó là như vậy, tại vì Andy kể chuyện nó hơi dài dòng là Andy muốn đâu ra đó, thì mình sẽ thấy đâu là sự thật, đâu là người nói thật và đâu là người nói không thật. Thì có một người Andy gọi là bố tên là Lê Bá Trư, mới gọi năn nỉ Andy, nói là bố có đứa con gái thích con chó lắm, thôi con bán cho bố đi. Tại vì bố chưa biết là Andy rất là thương chó, trước khi Andy bán chó Andy phải điều tra lý lịch cái người đó có thương chó hay là không. Cho nên bố nửa đêm gọi năn nỉ, và sáng mai 8 giờ rưỡi bố đã nhà qua nhà, nói là thôi cho bố bắt con chó để bố đem lên LA, bố đưa cho con gái của bố. Là khi Andy tin cái người đó tự mình từng gọi là bố, cho nên mình rất là tin người đó, và mình bán con chó cho người đó. Bán chẳng những bán mà Andy còn cho thêm tiền cái người đó để đi săn. Để đi săn, tại vì Andy cứ nghĩ là mình tìm được chủ tốt cho con chó của mình. Tại vì con của bố. Hả? Tại vì nói là cho con của bố. Thì đó, thì tại vì con bố cho nên Andy mới bán. Cho nên cái chuyện mà bán con chó cho cái người chửi trên livestream của Như Quỳnh Lê hoàn toàn không có thật. Thứ nhất là Andy muốn đưa cái chuyện này là cho cả nhà thấy được ai là người nói thật Leon và ai là người nói không thật. Leon hoàn toàn không biết Andy là người bán con chó cho ai, là tại vì khi Andy bán con chó xong Andy mới gọi cho Leon, Andy nói ô Andy bán con bán chó cho, mấy, và cho bố xuống. Lê Bá Trư bắt con chó và Andy gửi ngược tiền lại cho cái người đó để đi săn để chở con chó lên LA cho con gái của bố Trư. Nhưng mà sau sự này tin tưởng, cái sự tin tưởng đó sau này Andy mới phát hiện ra Andy là người bị gạt, là tại vì cái người kia mua không được phải nhờ một người khác mà Andy rất là nể kêu gọi bằng bố. Cho nên Andy mới bán, tại vì mình tin tưởng mình biết được con chó nó đi về đâu. Và khi Andy bán xong sau này qua nhà của Như thì Andy mới biết ô thì ra là con chó của mình nó đã đi về cái tay một người như mà vậy. Mình không muốn bán từ lúc đầu, không muốn bán từ lúc đầu là cái chuyện bị gạt đầu tiên. Thứ nhất tại sao Andy phải nói ra như vậy, nói ra như vậy để Andy dẫn dắt được là những gì cái người đó nói trên livestream là đúng hay là sai. Cái thứ nhất là như vậy, khi mà Leon bước vô từ trong cái phía sau vườn, như mọi người biết cái vườn của Leon thì có ngay chỗ cái chỗ thờ phụng, thì Leon đang chơi với hai con chó, con mẹ, con cha và đứa con chó con mà định là quyết định bán. Thì Andy mới nói là 8 giờ rưỡi có chú Lê, có bố Trư tới đón con chó. Thì lúc đó Andy vừa đi làm về, ngồi ngay chỗ cái sofa ngay đây, thì bố Trư đi vô. Thì bố Trư rất sáng, no, rất tối đời tối, qua, nhưng mà sáng chạy qua đúng sớm. Rồi. Thì bố Trư mới qua đưa tiền và nói là con gái của bố ở trên LA rất là thích con chó. Thì Leon mới nói nếu mà con gái của bố thì thôi bán cho bố đi. Thì đó là nguyên văn mà Leon nói. Còn ngoài ra bán con chó là từ khi bố Trư gọi cho Andy là Leon hoàn toàn không biết. Leon chỉ biết lúc mà người anh buổi chiều đó, người anh đó gọi năn nỉ và xin số điện thoại của Leon để đưa cho cái người muốn mua con chó, thì Leon quyết định là không bán cho người đó. Và Leon không tắt gọn gàng là Leon không cái biết. Người đó rất thích con chó và Leon không biết đầu đuôi câu chuyện. Người ta nhờ hết người này tới người kia mà khi lên livestream thì nói là Leon là người là chửi Leon, chửi thề, chửi lịch tục Leon là mày không, mày bán con chó cho tao, mày vậy mà chửi là đi đợi mờ đó, là mày không biết, mày nói mày không biết tao là mày là thằng núp lùm gì đó không biết. Thì nói vậy là Leon, cái đó là cái thật ra chính. Ngày hôm nay cái chủ đề của Nga là muốn nói một cái vấn đề, là cái vấn đề chung ấy thôi. Nhưng mà thực sự á, trước khi mà tụi Nga mà bị chuẩn bị cái livestream này, là cái người mà mua chó đó đó công kích tụi Nga dữ lắm. Mới công kích lắm. Công kích mà nhắn tin những cái lời lẽ rất là thô tục. Mà từ khi chửi Leon tới ngày hôm nay Leon chưa một lời nhắn viết trên cái status trên Facebook nói tục hay nói những gì người đó. Rất là nặng. Nhưng khi luôn. Leon đi chơi ở Las Vegas, gia đình của Leon thì bị chửi nhiều trong lắm. Cái quá trình mà họ giúp cho Như Lê thì họ nói chuyện đó, nó ngẫu hứng và bắt đầu nó cái kiểu mình nó sôi máu nó hăng lên, nó bắt đầu muốn chửi người này người kia, mà chửi toàn là rất là sai. Thì hôm nay là phải nói bắt đầu từ như vậy, nên là
fan đó, với lại các bạn đó, coi theo dõi từ từ giúp Nga cái chủ đề từ từ thôi đó. Dạ rồi rồi nói tiếp đi Andy. Ok thì bây giờ Andy xin đi vô cái vấn đề bạn này. Cái bạn này á là Andy đã biết rất là lâu. Thật sự á, có mặt Thúy Nga, bạn Andy nhìn cái mặt cái bạn này, người ta nói là tướng do tâm sinh, là cái tâm của mình sao là nó hiện lên cái mặt. Cho nên từ ngay lúc đầu Andy đã nói Thúy Nga là không được. Chính Andy nói không được, và chính Andy nói là Andy chỉ thẳng với mặt Nga, cái người này không được vô nhà tôi. Nhớ không? Trên cái đường, trên đường nhà số 8 và nhà số 5. Đường số 5 trước. Đường số 5 Andy chỉ thẳng cái mặt tôi, Andy nhìn rõ ràng cái mặt cái bạn này. Xin lỗi là tại vì Andy nhìn người rất là hay. Andy nhìn mặt cái người bạn này là Andy thấy được là nếu mà theo mà tướng số á, là cái bạn này là cái dạng là có như là hại thầy, cũng như là phản thầy hại bạn. Cho nên Andy nhìn được rất là hay, cho nên Andy nói ngay từ đầu luôn là Andy nói không được nha Nga. Thì tại sao hôm nay Andy phải lên nói cái livestream này là tại vì bạn lên bạn chửi rất là nhiều người, rất là nhiều người. Nhưng Andy đã từ lâu Andy có nói chuyện với Như xong, mà sau cái này thì Andy sẽ nói về vấn đề Như Quỳnh Lê. Thì từ cái vụ mà chửi người nhiều quá cho nên Andy sẽ không có follow cái livestream của Như Quỳnh Lê. Nga còn chưa giờ Nga coi. Nhưng cái ngày hôm đó không biết bạn chửi gì thì mình không biết. Thì fan mới nhảy vô nhắn là tại sao chửi anh Leon vậy mà anh đi vô anh đi coi. Thì thật sự mình cũng chưa biết đâu được, nhưng mà mình vô ngay cái khúc mà loi cái gì là anh hùng đưa xác về Việt Nam, gia sao Việt Nam. Thì anh đi thấy cái đó thêm một cái sai nữa, bạn chửi nhiều người rồi nhưng mà cái sai nữa là bạn đã loi những người đã qua rồi, đã nằm xuống. Thí dụ bạn chửi nhiều người thì mình chưa nói, mà cái này bạn của mình đã đi qua rồi, đã khuất rồi, thì tại sao bạn phải móc lên, rồi bạn móc lên Leon. Mà trong khi đó Andy với Leon với Thúy Nga coi như Quỳnh Lê như là một đứa em từ lúc ban đầu nha, từ lúc ban đầu chưa hề nói gì hết. Thì mình có biết là bạn chửi những người xung quanh là mình đã không lên tiếng rồi, lúc đó mình chưa có nói, mà tự nhiên tụi mình đâu có làm gì đâu, bạn nhảy vô bạn chửi chẳng những bạn chửi những người hiện tại và bạn chửi những người đã nằm xuống rồi, bạn cũng móc lên bạn nói tới nói lui, nói anh hùng tùm lum. Để uống nước rồi nè, nói đi. Không nói đi, nói xong thì Leon nói đi rồi không, thì để cho bắt đầu nói á đi. Thật ra rồi, cái chủ đề ngày hôm nay á thì ngay từ đầu là tụi Nga cũng xác định là một cái vấn đề Nga muốn nói giải thích cho mọi người hiểu cái hôn nhân của nước Mỹ với lại Việt Nam nó khác. Đúng rồi, nhưng mà tại vì cái bạn này nè, bạn công kích tụi Nga quá nên bây giờ mình bắt đầu nói ra hết để cho mọi người hiểu. Sự ra bức xúc thì cũng có bức xúc đó quý vị, chứ không phải không có rồi đâu, nhưng mà sân si thì không, phải giải không thích rồi cho mọi Andy người nói hiểu. Xong chưa nói vừa đó chưa tâm nói xong chưa nói tới nói cái vụ Leon mà tới lúc mình nói là Leon ganh tị gì đó, okay, đem sát bạn anh rồi, hùng gì đó nói anh hùng đó là ok. Thì cho Leon say qua đây trái. Leon nói như vậy thì từ đầu cho đến từ ngày sorry từ ngày mà Thúy Nga dẫn bạn đó về nhà và giới thiệu với cho ở nhà, lúc đó thì Thúy Nga đang ở cùng với Leon với Andy ở nhà số 5. Thì lúc không thì không sao, có sợ gì đâu. Thì dẫn bạn đó về, mặc dù lúc đó Leon thì chưa có biết khoa qua, thì Andy cũng đã nhìn được cái gì giống như nãy Andy nói tâm sinh tướng nhìn, nhưng mà Leon thì rất là dễ. Ai mà lại chào hỏi HC2 nói chuyện với Leon thì Leon đều nói chuyện. Và trong cái livestream em có chỉ thẳng vào mặt và nói là mày ganh tị tao, mày là người chơi xấu tao, đá tao, là tìm đủ mọi cách, mày không bằng tao, mày tìm đủ mọi cách để đá tao văng ra Thúy Nga, rồi mày nói xấu tao với con Thúy Nga. Thì đây Leon xin nói cho em hiểu, cũng như cho những người mà đang theo để nâng bốc em lên một cái để cho mọi người hiểu, tại vì ai cũng đã lớn rồi, Leon đến tuổi này không nghĩ là Leon đến ganh tị với em. Bởi vì cuộc đời mà, sớm nở tới toàn, nói chung là như vậy. Ngày đầu tiên mà em gia nhập với Thúy Nga, thì lúc đó Thúy Nga cũng đã nói với, lúc đó là tụi này rất là hiểu, bởi vì Thúy Nga cũng đã có một cái vấn đề riêng của gia đình. Và Thúy Nga cần một người để đi chung với show với Thúy Nga để kiếm tiền nuôi con. Thì cái đó là Leon cũng suy nghĩ ra được, chứ không phải Leon là một người xấu.
nói với Leon, phải ghi xuống nha cả nhà, Leon ghi xuống, sorry cả nhà, nói với là Leon là người ganh tị với em, tìm đủ mọi cách nói xấu em với Thúy Nga và đá em ra khỏi trung tâm Thúy Nga. Xin lỗi em, Leon chưa không có là cái gì trong trung tâm Thúy Nga, là cái đó là cái sai mà em dẫn mọi người đi tút lút tè le luôn. Còn cái thứ hai, nếu mà nói anh Leon ganh tị với em là như vậy, khi những cái chương trình show ca nhạc, Thúy Nga rất là bận biểu lúc đó và kêu em là người gửi hình ảnh cũng như gửi book vé máy bay để cho bầu show, thì ai là người được em gọi và nhờ từ ở nhà gọi đến chỗ làm và nhờ anh Leon gửi hình cho bầu show giùm cho em? Chị Thúy Nga nhờ anh Leon ơi book vé máy bay giùm cho em, chị Thúy Nga nhờ em book, nhưng mà em không biết bởi vì được, nó sẽ qua vài cái chuyến bay. Nếu mà anh Leon ganh tị và ganh ghét em thì Leon không làm những chuyện đó cho em. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, nếu mà anh Leon ganh tị với em, những lần em diễn không đạt, bầu show trả cho em chỉ có một nửa tiền trong cái bao thơ và em khóc lóc, em gọi về, em kêu anh Leon đứng ra nói chuyện giùm với em, cho em với bầu show, bởi vì cái giá của em là như vậy, như vậy, như vậy. Nếu mà anh Leon ích kỷ và anh Leon quá sân si hay là tìm đủ mọi cách để nói xấu em, thì anh Leon sẽ không làm việc đó cho em. Và cái mà quan trọng và cái thứ ba nữa là tiếng Anh, tiếng U của em không biết. Em đi tới đâu là em rớt tới đó, và hay là em đặt đủ điều với giải nói chuyện với Thúy Nga trên trời dưới đất, rồi cuối cùng anh Leon là người cứu giải cho em và em là người gọi nhờ anh Leon cứu giải, chứ anh Leon cũng không có rảnh. Nếu mà anh Leon là người ganh tị thì anh Leon không, anh nghĩ là anh không phải là người last source, là cái người mà để em tìm để nhờ giúp đỡ hay là giải quyết giùm. Có rồi, cái này quan trọng hơn nữa, và em có chắc em cũng nhớ và Thúy Nga ngồi đây cũng nhớ, là cái chuyến lưu diễn ở Hawaii là về bên cái nơi mà Leon sinh trưởng và lớn lên. Khi bầu show muốn book một cái show chung, có fashion show Kevin Hiệp và có Trung Dũng làm chứng luôn nếu mà cần thiết, thì khi bầu show muốn một cặp hài thì trong đó là bầu show luôn luôn yêu cầu Thúy Nga với Chí Tài hoặc Thúy Nga với Hoài Linh, bao nhiêu tiền người ta cũng chịu trả. Thì Leon có bàn với Thúy Nga thì Thúy Nga mới nói là bây giờ tôi đang đi với một người em như vậy, như vậy, nó chưa bao giờ đi qua Hawaii và tôi cũng muốn cho bé Cát đi, Leon giúp giùm tôi. Ok, Leon giúp giùm tôi và scan hình qua cho bầu show. Người bầu show nó vừa nhìn cái hình của em là phản đối liền. Không, chị mà đa phần là các bầu show đều phản đối, đều phản đối hả? Cái đó thì cái này thì Leon không nói đa phần của bầu show. Lúc đó bạn không có tên mà mình thì muốn giúp, nói chung là mình muốn giúp thôi, mà giờ cuối cùng quay lại là rất là đau luôn. Thì Leon không có nghĩ là, Leon không có biết là tất cả các bầu show, Leon chỉ đang nói cái bầu show, những cái show mà Leon giới thiệu em đi theo thôi. Thì khi mà gửi email hình qua cho bên bầu show bên Hawaii lúc đó thì người ta gọi liền và phàn nàn với Leon là chị đã yêu cầu Thúy Nga với Chí Tài, tại sao em lại đưa cái người gì mà không ai biết tới. Thì Thúy Nga mới nói với Leon là bà giúp tôi đi, tại vì thằng Khoa cũng tội nghiệp, nói là có một cái kịch bản rất là hay, nếu mà được anh Kevin Hiệp sẽ là người đóng chung trong cái kịch bản đó, và Leon là người đứng ra bảo đảm và quyết định làm cái poster tại Cali, bởi vì chị không chịu làm ở bên Hawaii vì có cái hình của em. Nếu mà Leon là người ganh tị thì Leon không làm tiến hành cái chương trình đi Hawaii cho em mở sáng mắt, tại vì lúc đó em ở Việt Nam mới qua. Nếu mà Leon là người ganh tị và muốn đá em ra khỏi trung tâm Thúy Nga hay là muốn nói xấu em về Thúy Nga, Leon có thể lật lá dán cờ và nói bây giờ Thúy Nga, một là phải kiếm người khác, hai là không đi, đúng không? Là không được đi. Nhưng mà anh Leon không có làm, Leon vẫn tìm cách chưa. Và sau đó một đến ngày mà mình đi ra phi trường, không biết em còn nhớ hay không, hay là tại vì em quá nóng giận em quên cha nó cái những cái gì mà Leon đã giúp cho em. Khi ra tới phi trường, tụi này check in, em, Thúy Nga và bé Cát cũng check in, nhưng mà check in trễ, bị trễ chuyến bay, phải đi chuyến sau. No, Leon phải là người đứng tại cái gate để năn nỉ cái máy bay đợi Thúy Nga với bé Cát với Khoa bao nhiêu phút. Thì cuối cùng mọi người máy bay chuẩn bị đóng cửa thì mới nhìn lên thì thấy Cát với Nga chạy vô, đúng không? Cát với Nga chạy vô và lúc đó là Khoa em Khoa không có được vô, Khoa ở lại.
Và lúc đó là Leon mới chạy lên hỏi con bé flight attendant, cái cô flight attendant nói là tao còn một người nữa. Nếu mà Leon ganh tị với em thì Leon sẽ không lật đật và không lăng xăng để hỏi vấn đề của em. Thì cái cô flight attendant mới nói với Leon là cái bạn của mày sẽ đi chuyến thứ hai. Chuyến sau đi cũng qua Hawaii nhưng mà sẽ đi chuyến sau trễ hơn mấy tiếng đồng hồ. Nếu mà Leon ganh tị với bạn, với em, tại sao khi mọi người về xuống tới học sân, đặt chân xuống tới Hawaii đều đi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi và đi shopping, trong khi đó Leon, Andy, anh Kevin Hiệp và Trung Dũng phải nằm tại phi trường chờ em tới để đi về chung, bởi vì biết em là lần đầu tiên tới Hawaii mà bầu show là không có phải là gì ưng ý và không có muốn đi đón em. Thì Leon, Andy, Kevin, Trung Dũng và anh Kevin Hiệp ngồi đó để đón em về, để chở em về trên khách sạn, tắm rửa và đi ăn. Nếu mà anh Leon ganh tị thì Leon sẽ không làm những cái chuyện đó với bạn. Và nếu mà Leon muốn đâm thọt cho bạn dăng ra khỏi cái nhóm hài của Thúy Nga đủ mọi cách, tại Thúy Nga ở chung với Leon mà, đâu cần phải làm những cái chuyện đó, đúng không? Rồi để Leon cho Leon vài giây, mọi người Leon sẽ... Tự nhiên người cứ say cái này cắt nửa mặt tôi gì trời. Rồi, không, tại vì chưa vô mà. Leon nói xong đi thì bắt đầu là Nga sẽ bắt đầu sẽ nói rõ là Nga muốn nói vấn đề Nguyên Khoa. Đúng rồi, thì đó. Thì đó, sắp xong rồi. Rồi, rồi. Xong rồi Leon nói luôn. Rồi, nếu mà Leon ganh tị với em, đến một ngày đẹp trời thì khi mà Quỳnh Như và Hoàng Anh Ni mời tụi này đến một cái chương trình tiệc, đúng không? Hình như vẫn bật là bao nhiêu năm là tụi này là coi như là không còn liên lạc với em nữa. Và một ngày đẹp trời thì tại tiệc của Hoàng Anh Ni, Leon và Andy lúc đó mới phát hiện con chó của mình là đã bán cho ông chú Lê Bá Chư, là thật ra là bán cho Khoa chứ không phải là bán cho Lê Bá Chư. Nó nói thẳng là thì bị ông Lê Bá Chư gạt bán con chó đó. Thì Leon mới nhìn con chó, đúng rồi, hay đầu luôn ba, cho tiền, đúng rồi, gửi tiền xăng. Vậy và khi mà tới nhà của Hoàng Anh Ni với Như ăn cái tiệc đó, là tiệc birthday của Như hay sao không biết, thì Leon mới chỉ con chó và chỉ cho Andy, thì Andy mới nói ủa sao con chó của này đây. Có Thúy Nga, hết hồn, Thúy Nga, Leon và Andy. Lúc đó thì Leon ngạc nhiên, nhưng mà Leon cũng không có mấy gì hết hồn, mà giống như mà ngạc nhiên lắm. Leon biết được ông Lê Bá Chư thế nào rồi. Bởi vậy là những việc mà tại sao Leon rất ít nói chuyện với ông Lê Bá Chư, chú Lê Bá Chư, là tại vì lúc nào Leon cũng để Andy là người đại diện. Khi tới cái tiệc đó, thấy con chó của Leon nằm ở dưới cái ghế, đeo một cái túi giống như một người đứa bé, đứa con nít, thì Thúy Nga và Andy không nói chuyện với em nha Khoa. Leon là người lại chào và vuốt ve con chó. Và em mới nói là mới khoe là con chó chú bố Chư, nhờ bố Chư mua và nó rất là ngoan. Thì Leon mới nói với Andy là thôi lỡ rồi, và thấy em đó cũng thương con chó lắm, do đó mình thôi coi như nó cũng đi vô. Đúng rồi, nó phải khe. Cái đó là cái mà Leon không thấy. Cái đó Leon không có dám nói, là tại vì thấy nó rất là dễ thương. Nó rất là thương con chó và nó coi con chó như người nhà, thì mình cái đó mình công nhận. Và Leon nó thôi bỏ đi coi như lỡ rồi. Và Leon là người, nếu mà Leon ganh tị hay Leon muốn chia rẽ em với Như Lê, thì Leon không là người đến hỏi chuyện em và nói chuyện với em, đúng không? Và sau này nữa, em có nhớ không, nếu mà Leon là người xấu mà Leon muốn làm đủ mọi cách để cho em dăng cái bên đây dăng bên kia, tại đám tang của cố nghệ sĩ Chí Tài, trong khi đó bao nhiêu người lên trên cái podium để phát biểu cảm nghĩ, anh Dũng có đến hỏi Leon, thì Leon cũng đang do dự. Leon suy nghĩ là cái sự thân mật mình đến bao nhiêu để mình có thể đứng lên để phát biểu. Thì Leon cứ nghĩ là tại vì có rất là nhiều nghệ sĩ cũng đang cần cái thời gian, cái giờ giấc đó để chia sẻ. Thì em là người cầm con chó lại, nói là anh Leon, nếu mà anh không có lên phát biểu trên cái đám tang của anh Chí Tài thì anh làm ơn giữ con chó cho em. Nếu mà anh là một người xấu, nếu mà anh ganh tị với em, nếu mà anh ghét em, thì anh sẽ không ngồi đó cầm dây giữ con chó cho em lên. Em nói chó chạy lung tung chưa con, em lên em phát biểu cái đang trên đám tang của anh Chí Tài hơn 10 phút, đúng không? Và con chó khi mà thấy người ta đông quá thì giật dây tung tóe ra nguyên một cái VIP, cái hàng ghế VIP trong cái đám tang Chí Tài, tung tóe lên. Và ông pastor, ông cha hả, cái người pastor mà đeo cái đây, ông cha
quản hồn quản vía. Thì chị bà chủ của trung tâm Thúy Nga mới lại nói với Leon, la Leon, tưởng nói là em ơi, trong cái khung cảnh như vậy, tại sao em lại dắt con chó đến? Nếu mà Leon ganh tị em thì Leon sẽ đứng, lúc đó Leon sẽ tố là con chó đó là không phải là của ai, là người đưa tới và ai là người làm cái chương trình này, đúng không? Nhưng anh vẫn nói là chị ơi, con chó không phải của em giữ cho người bạn và vậy thôi. Rồi em còn lại em nói là xin lỗi anh, cảm ơn anh đã giữ con chó cho em, đúng không? Leon, nếu mà Leon ganh tị hay Leon ganh ghét hay Leon muốn chia rẽ em với con Như, Leon sẽ không làm những chuyện gì mà em nhờ tới. Leon chưa bao giờ từ Khoa, Leon chưa bao giờ từ chối một vấn đề. Nếu mà nói thẳng luôn, Khoa nhớ cái lần mà Khoa chạy tuột tới nhà Leon mượn Leon 1.500 không? Leon mới nhớ được, nếu mà Khoa nhớ được cái vấn đề 1.500 đó, và Leon còn bảo đảm là Leon có gọi hỏi Thúy Nga là tại sao Nguyên Khoa gọi Leon mượn Leon 1.500, Khoa có nhớ không? Nhưng thật ra thì lúc đó là Leon cũng không phải là vụ mà Vân Sơn hả? Thì để hỏi Thúy Nga kể, để đó để Thúy Nga kể. Nhưng nếu mà Leon là người xấu, là người mà giống như em nói trên cái livestream, thì Leon không phải là người để mỗi một cái chuyện gì cần thiết là em đều gọi tới cho Leon. Gần đây nhất lúc mà em ở trên Hollywood đang làm cái này nè, là gì nghe? Đó. Làm gì vỗ neo. Thì em cũng có nhắn với anh Leon là anh Leon khỏe không? Đúng không? Em có sắp có một cái chương trình phim ảnh gì đó, em đang học cái gì, và em có muốn hợp tác với Leon. Nếu mà Leon là người xấu, tại sao em không cắt đứt liên lạc với Leon đi? Đúng không? Nếu sao em không cắt đứt quan hệ với Leon, liên lạc với Leon, và mỗi lần có nhắn tin và hỏi thăm Leon để làm cái gì, rồi khi mà đến bật chuyện ra thì lại em túa ra em chửi Leon như là con không đẻ. Mà nói nghe, mình là nghệ sĩ là cái gì? Nghệ sĩ là mình đem cái văn hóa Việt Nam đến cho nhà nhà, đến cho mọi người, chứ không phải đem những cái thô tục nha em nha. Vâng, cái đó thì anh muốn nhắc nhở em thôi. Rồi, giờ Leon nói xong chưa? Và được hả? Cái mà... cái mà gì? Tại vì Leon giết nhiều lắm. Rồi, giết nhiều là nói coi chừng mình chia livestream thành một tập đó nha. Cái mà anh nói cho em biết là như vậy. Em muốn biết ai là người đá em ra khỏi trung tâm Thúy Nga. Em muốn biết ai là người đưa đẩy em ra khỏi nhóm hài Thúy Nga. Chính em hỏi bản thân em. Chứ Leon chưa bao giờ có một cái ý định 1% hay là chưa bao giờ, không nghĩ là Leon có một cái quyền hành đến như vậy đâu nha. Rồi Leon xong cái phần của Leon, một hồi nữa cái gì Leon nhớ Leon sẽ nói tiếp. Và bây giờ đến Thúy Nga. Bây giờ cái chương trình ngày hôm nay thực sự Nga thì Nga nói ngay từ lúc đầu nha, ngày xưa lúc mà Như nó vừa bị cái vụ mà với Hoàng Anh á, thì Nga thấy Như nó rất là yếu thế. Mà bên Hoàng Anh thì cũng bạn bè mà cũng dữ dằn lắm. Nói chung là cũng ekip cũng rất mạnh. Thì Nga cũng nói trời ước gì Như nó có một cái người để mà lo cho nó. Mình thì mình cũng không thể nào mà mình chỉ khuyên ở bên trong thôi. Bản thân Nga, Leon với Andy là khuyên Như ở bên trong rất là nhiều. Đến giỡn hết live stream, giỡn hết nào mà tắt cái live stream một cái lúc nào cũng khuyên Như hết trơn á. Nhưng mà khi mà Như xuất hiện là có Nguyên Khoa vô, thực sự thấy lúc đầu là Nguyên lúc Khoa đầu mình cũng thấy là mình mừng lắm, mừng, thật mừng, sự mừng, rất là mừng luôn. Thật ra là như vậy, rất Nga là mừng cho tại vì Như Khoa, có người binh rồi. Nó thằng Khoa nó miệng nó chằn ăn chằn quấn gì mà nó binh con Như, chứ có người trị, có người trị cái thằng chứ kia. Còn không có người, chứ không là để con Như nó bơ vơ, nó yếu thế, tội nó lắm. Nên là rất là mừng luôn là có Nguyên Khoa xuất hiện. Nhưng mà Nguyên Khoa giúp thì giúp cái kiểu giúp của em á, thực sự á lúc đầu thì cũng coi thì ok, nhưng mà càng ngày em bị giống như là em bị cái giống như là mình cứ ảo tưởng mình là một cái người tốt quá với Như, rồi xong cái mình cứ gào lên mình chửi bới gia đình Hoàng Anh hay là mình chửi bới này nọ, rồi xong cái đến một ngày hết chuyện chửi bới bắt đầu lôi nguyên đám Leon với Thúy Nga ra để chửi luôn. Thì thật sự á, ngay từ đầu á, cái cuộc live stream của Nga, khi mà Nga nhắn tin trên cái status của Như á, thật sự là Nga coi như giống như đứa em gái vậy đó. Mình quá bực bội, mình khuyên can hoài không nghe, thì mình giống như cha mẹ em chửi thẳng trên Facebook luôn để cho thay đổi. Như phải thay đổi, nhưng mà Như không bao giờ thay đổi. Cái chuyện Như thay đổi không, các mình bàn sau ha. Bây giờ, đi. Cái bàn Như sau, đọc bây giờ là nè. Comment. Ủa đọc luôn hả? Tại sao? No, cái này quay. Cái này là nãy lúc đầu như Leon nói từ lúc đầu là khi Leon đi chơi với gia đình, thì Leon nhận được những cú text của bạn này, bạn Khoa.
chửi Leon là một, chửi Andy là hai, chửi Thúy Nga là ba, mà rất là nặng lời. Giống như Leon nói, nghệ sĩ là cái gì? Nghệ sĩ là mình đem văn hóa, mình đem văn minh đến cho nhà nhà. Còn đây bạn này cũng là nghệ sĩ, cũng đã từng vào trung tâm lớn, trung tâm văn hóa lớn về ca nhạc của hải ngoại, nhưng lại đem những từ thô tục, đọc đi. Rồi, thật ra Nga không muốn nhắc cái quá khứ của Khoa hay là cái những cái gì chị đã làm cho Khoa. Thật ra cái con người Nga nói vậy nè, hay thích giúp người ta lắm, thấy ai nghèo khổ khó khăn là giúp. Mà không biết Khoa còn nhớ những cái gì chị đã giúp hay không. Mà tới ngày hôm nay nha, em tự động em lên livestream của Như Lê để em chửi tụi chị xối xả. Nói chung em cũng không chửi chị nhiều, chủ yếu là em chửi Leon thôi. Nó không có chửi, nó chửi con Dương thôi à, đi ra nhà. Anh cái vụ giờ livestream. Để nói cái lát nữa những cái clip mà clip YouTube thì Nga sẽ nói sau. Thì khi mà Nga đọc cái tin nhắn này của em nè, thì Nga sẽ quyết định Nga kể lại cái quá khứ của em để cho em nhớ lại mình là ai và làm sao mình vô được trung tâm Thúy Nga. Ok, ai là người giúp em vô trong trung tâm Thúy Nga? Chửi rất nặng lời đọc nha, chửi Leon Andy. Để Leon đọc. Không, Leon đọc thôi, Nga đọc đúng cái của Nga. Đúng rồi, Nga đi. Chửi Leon đi, nó công kích để là áp đảo, để cho là cho Nga, Leon với Andy là không có livestream nữa. Nhưng mà thật ra Nga vẫn phải nói nè. Nguyên Khoa đàn em của Thúy Nga nha, nó nhắn tin gì nè, nhắn vô máy Leon. Nè con Thúy Nga lùng xấu vô duyên, tao là tao không đội trời chung với mày rồi đó, mày biết mà. Cái thứ sầm lờ, đó nghe là Nga không có sầm đọc lờ. Mày á, đó là Nga đọc lờ, là Nga đọc tắt đó. Đây là nhắn rõ luôn. Mày diễn qua tao không mà mày dám đấu với tao, tụi mày muốn chửi gì, tao mày dạch mặt tao gì. Tụi bay muốn đấu thì tao đấu đi mày, đây. Hôm nay chị không có đấu với em nhưng mà chị phải kể đó, em thấy không? Đây là giúp người mà Nga đã giúp và dạy cho Nga. Nguyên Khoa là một cái người mà Nga giúp và Nga dạy cho vào nghề. Và từ cái lúc mà cậu nghèo mà không có một cái xe mà đi, không có tiền mà ăn luôn quý vị. Là cái lúc mà cậu vừa bước qua Mỹ ha, thì Nga kể cho quý vị nghe, cậu là người điện thoại cho Nga. Lúc qua một thời gian không lâu thì điện thoại, không biết ai giới thiệu thì mới cho số điện thoại của Nga, mới nói là chị ơi, em là giới thiệu chị, em tên Nguyên Khoa, em có học trường nghệ thuật sân khấu ở Việt Nam, em học dở dang thì em phải đi qua Mỹ để em ở bên này, thì bây giờ em rất là yêu nghệ thuật, chị có thể giúp cho em được hay không? Em muốn diễn lắm, em khát khao được cống hiến với nghệ thuật. Xong rồi cái Nga mới nói ồ nhóc này nói chuyện cũng dễ thương, thì nó cũng điện thoại cho Nga liên tục. Mà lúc đó thật sự Nga cũng đang cần một cái partner, thì Nga mới nói lúc đó thì Nga mới lúc đó có Việt Hùng ở tại Mỹ này nè. Thì Nga mới nói Việt Hùng, nó tự nhiên có thằng nhóc này nó gọi, nó rất là dễ thương Hùng, và nó đang muốn mời tôi đi ăn, thì là tôi có gì tôi sẽ giúp này, mà không biết nó ra sao. Thì cái ngày đầu tiên á mà Nguyên Khoa mời chị với Việt Hùng đi ăn á, thì bước vô một cái là chị đang đi giúp Nguyên Khoa nha, mà Nguyên Khoa vô phàn coi gì chị nghe, chị gặp em là chị có may, chị may mắn lắm. Tại vì sao? Nó ủa sao chị đi giúp em mà chị gặp may là sao? Em đang học đạo diễn Hollywood. Em sau này em sẽ những cái dự án phim ảnh chị sẽ đóng vai chính cho em. Hollywood có dạy tiếng Việt hả? Có. Thì không, lúc đó Khoa nó chưa biết tiếng Anh. Vậy là nó dạy luôn tiếng Việt đúng rồi. Không, chị kể nghe, thì từ từ thì tôi cũng mới biết là Hollywood có dạy tiếng Việt. Thì đó, xong kể nghe. Thì xong cái bữa ăn hôm đó thì Nguyên Khoa đứng lên trả tiền, nhưng mà Nguyên Khoa lúng túng là Nga thấy Nguyên Khoa không có tiền. Thì Nga mới trong cái quá trình ăn thì Nguyên Khoa chém gió rất nhiều, nhưng mà Việt Hùng ngồi nhìn thôi. Xong cái là cái Nga mới đứng dậy, Nga nói chắc Khoa không có tiền. Người thiết kế quần áo cho Thúy Nga đó. Áo dài á, anh thiết kế áo dài Việt Hùng á, thì Nga mới đứng ra Nga trả tiền. Cái Nga mới ra Nga nói nhỏ, nhóc này mới qua chắc nó nghèo, nó không có tiền thôi, mình trả đi. Rồi trả xong, Việt Hùng, chính Việt Hùng là ra nói với Nga, nói Nga ơi, tao thấy nhóc này không ổn nha, cái con mắt nó thì quá. Nói thẳng luôn, Nguyên Khoa có một cái khuyết điểm là mắt lé với lồi. Mà con mắt mà thi tháo con kia mắt kiến ra rất là dễ sợ. Để Nga nói tại sao mà Nguyên Khoa đi ra khỏi trung tâm Thúy Nga là vì một trong những cái lý do đó. Không ai trù hoài đó. Không ai trù gì Lý Không ai trù Nguyên Khoa, mà Nguyên Khoa bị ảo tưởng về mình nhiều thứ quá. Mà Nguyên Khoa còn nói là tụi mày mà thách đấu, mà đàn em với mình mà một cái bậc đàn em sâu cùng với đâu cùng luôn. Khoa còn nói một cái câu vậy nè, tao vô được Thúy Nga, tao vô được trung tâm Thúy Nga là mày biết cái nư của tao rồi, rồi đó. Sau đó thì Nga mới nói thôi kệ, nó cũng mới qua thôi, nó mình giúp em nó được gì giúp. Rồi xong cái ra bữa sau thì lúc đó Nguyên Khoa không có cho Nga biết là đi xe cộ hay không, mà lúc đó Nguyên Khoa chưa có hề có xe nha. Thì bữa sau nữa thì Nguyên Khoa mới đi một lần nữa, thì Nguyên Khoa đi một cái xe rất là cà tàng, khoảng mua Nguyên Khoa nói em mới mua khoảng 700 hay 1000 đô gì đó. Nga nói trời ơi, tội nghiệp nó quá.
Thì Nga nói chứ, ủa sao em mới mua xe mà em nói học đạo diễn Hollywood là sao? Cái Khoan đó, không, cái đó ước mơ của em chị, tương lai em sẽ học. Nó đúng rồi, chứ giờ em chưa biết tiếng Anh mà em chưa biết lái xe, em học Hollywood là sao? Rồi sau đó thì bắt đầu á, Nga, sau đó thì Nguyên Khoa vẫn ở đó. Và vô tình á, Nguyên Khoa cũng có quen, làm quen với anh Hoài Linh. Nói chung là Nguyên Khoa cũng rất là khéo miệng, là rất chịu xã giao. Thì quen với anh Hoài Linh, thì đợt đó anh Hoài Linh qua diễn với anh Chí Tài ở Sài Gòn Performing Arts Center á. Là... thì cái đó là 1.500 đó hả? Không, quá hả? Không, không phải. Ừ. Sao tự nhiên nó chứ dụ 1.500 hoài. Thì á, là Nguyên Khoa mới được, bữa đó là như là Long Đẹp Trai không có qua Mỹ được. Thì là Nguyên Khoa mới thế cái vai trong cái hài kịch xe ôm đó. Thì trong cái hài kịch xe ôm đó Nguyên Khoa thế cái vai thật sự là không phải là của trung tâm tiếng Nga, mà cái chương trình đó là của anh Dũng Tyler, Dũng D&D Entertainment. D&D Entertainment, rồi thôi, nói tiếng Nga tôi rối quá. Tấm lại, vậy lên Hollywood luôn đi nghe. Sau đó thì cái kịch đó thì chị Thủy mới mua lại, có quay hình tại cái chương trình trong cái đêm diễn đó, và chị Thủy bỏ trên chương trình Thúy Nga thì thành là sản phẩm của Thúy Nga Paris by Night. Chứ không phải là một cái chương trình hoành tráng của chị Thủy như những thường lệ. Để mà tại vì lúc đó cái giống như không có kịch bản mua. Giống như là thiếu kịch bản, chị Thủy mua cái chương trình đó vào, và chị Thủy cũng set up quay rất đẹp. Đó đó là một cái sự gọi là may mắn của Nguyên Khoa. Thì lúc đó Nga thấy là đó là một cái sự may mắn Nguyên Khoa rồi, thì Nga thấy là thôi sẵn đây. Thì sau đó thì cũng không có một cái số nào mà trung tâm với Nga mời Nguyên Khoa nữa. Bẵng đi một thời gian rất là lâu, thì Nga mới nói là thôi cái này là cũng có một cái duyên của em thôi, để chị cũng cần một cái người diễn viên, với lại chị cũng muốn cho em hoạt động nghề. Thì thấy Khoa cũng rất là chân tình tha thiết, thực sự là lúc đó Khoa nhiệt tình lắm, đến nhà thấy khe Nguyệt Cát rất là dễ thương, nhờ cái gì thì cũng làm. Nhưng mà thì Nga thấy là Khoa mới qua thì Nga muốn giúp, thì Nga mới dắt vô trong chị Thủy Thúy Nga. Thì bốt mới nói là Nga mới nói là chị thôi, em cũng đang thiếu partner, chị có thể giúp em cho cái cậu này, nếu mà mai mốt mình có kịch một gì thì cho cái bạn này bạn diễn, để mà bạn có một cái những cái tiết mục của trong trung tâm Thúy Nga, để mà sau này có đi hài với em cũng dễ. Mà ngoài ra Thúy Nga đã dẫn Khoa đến chị Thủy gặp rồi á, rồi Nga còn dắt qua gặp bác Ngàn nữa. Đó, nói chung là Nga kết nối để làm sao cho Khoa vô được trung tâm. Mà Khoa biết cái thời điểm mà Khoa bước vô trung tâm, Khoa là một cái người không có một cái danh tiếng gì, không tiền, không bạc, không diễn giỏi, không biết diễn, thậm chí em còn không biết diễn mà chị vẫn cố gắng chị giúp em như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay em chửi chị một cái câu rất là nặng, rất có giống như là câu gọi là miệt thị chị luôn. Thì chị phải bắt buộc chị phải kể tất cả cái hoàn cảnh của em để cho mọi người biết em là ai và ai đã từng giúp em để bước vô trong trung tâm Thúy Nga. Thì khi em vừa bước vô, em nói chuyện chị Thủy, rồi chị còn kết nối được cho em tham gia chương trình Sắc Màu Ẩm Thực của chị, cái idea của chị nói chị Thủy, rồi chị Thủy rồi cho em tham gia trong chương trình đó cũng của Thúy Nga. Nhưng mà khi mà vừa dắt em vô là boss cũng đã nói riêng với chị, nó sao chị nhìn mặt này sao chị thấy không ổn quá nha. Cũng một câu nói chung như anh Việt Hùng luôn. Cái con mắt của Khoa lúc đó rất là dễ sợ. Thật sự chị cũng bản thân chị cũng sợ con mắt em nữa. Nhưng mà bây giờ em cũng biết là em đeo kiếng mà em cũng cận nặng nữa, nên em phải đeo kiếng che. Chứ thật sự khi em tháo con mắt, cái kiếng ra, con mắt em rất là dễ sợ luôn. Rồi xong cái sau đó rồi em tham gia với chị, vừa được một số trên Thúy Nga, chị giới thiệu em một cái là em phản chị liền luôn. Vừa mới lên một số em điện thoại chị liền: bà Thúy, chị Nga, bây giờ nhiều người mời em đi diễn quá, bây giờ em có thể tham gia với những người khác được hay không, mà em không thể diễn với chị. Là mình đã thấy nó hơi kỳ kỳ rồi, nhưng mà mình nói ủa vậy hả, nếu em thích thì em cũng có thể đi. Thì mình thấy là cậu này cũng hơi ấy, nhưng mà mình cũng kệ thôi, không sao hết, cũng du di cho qua. Nhưng mà đôi lúc á, đi diễn với em, thật sự chị vẫn đi diễn, nhưng mà chị phiền muộn là em rất là cứng đầu. Đi tập kịch nói một đường em lên diễn một nẻo, em không vô đâu, diễn xong một cái là bầu xô chê tan nát luôn, chị rất là buồn. Là mặc dù mình đã giới thiệu vô trung tâm, giới thiệu rồi xong, nhưng mà trong trung tâm khi mà em diễn cái số mà em đóng giả gái đó, là em phải tháo cái mắt kiếng ra, em phải bắt buộc là em giả gái, em không được đeo mắt kiếng. Thì khi em đóng lên một cái là trung tâm báo là chắc không có, sau này không có làm việc với em nữa, là tại vì cái cặp mắt em lên hình rất là không có, nó không có đẹp. Này là không phải là chị chê bai em, nhưng mà mình phải biết cái khuyết điểm của mình đó. Cái lý do em đi ra khỏi trung tâm nó là vậy. Nhưng mà khi em ra khỏi trung tâm, chị vẫn kết hợp với em, chị không bao giờ chị buông em, ok? Chị vẫn kêu show em, chị vẫn cho em đi diễn, mặc dù trong lòng chị rất là buồn. Chị biết là với em chị sẽ không bền lâu, nhưng mà chị vẫn giúp cho tận tụy, giúp
chỉ dạy dạy nghề, đi về Việt Nam quay sắc màu ẩm thực, cho em làm MC với chị, tập cho em diễn từng ly từng tí một. Nhưng mà sau đó em vẫn đi nói xấu chị ra rã, nói xấu trong giới showbiz này mà người ta kể lại cho chị nghe luôn. Chị rất là buồn nhưng mà chị luôn luôn bỏ qua, tại vì chị là người giúp, nhưng mà chị làm ơn là mắc oán mà. Nhưng mà đến một ngày tại sao chị chấm dứt với em? Đây, chấm dứt với em, không phải trung tâm nào làm cho em mà Leon không có làm gì để cho em đi phải ra Leon khỏi là trung người tâm. Giúp em. Tại vì trung tâm họ đã bắt đầu seno em từ cái kịch mà em tháo mắt kiến ra, là con mắt của em nó rất là đáng sợ, là người ta đã không muốn giúp em nữa rồi. Thì một cái show, trong một cái chương trình chị tham gia với của anh Dũng luôn. Đúng rồi, anh Dũng Taylor luôn. Thì là cũng anh Dũng nữa. Thì là một cái show đó rất là lớn, thì là có tất cả nghệ sĩ hải ngoại. Thì bình thường là Khoa sẽ đến cái show đó và Khoa thăm anh Huệ Linh, tại con Huệ Linh qua. Thì bình thường thì có thể là bình thường là chị thấy ví dụ như em đến thăm Huệ Linh đó, thì là em sẽ ở đó tới xong show thì em mới về. Nhưng mà bữa đó thì không hiểu tại sao, thì trong cái show mà vừa diễn, mà một cái show kịch tập thể là có anh Vân Sơn, tất cả mọi người đều phải ra sân khấu và cái hậu trường sân khấu là trống luôn. Thì sau đó diễn xong thì bước ra ngoài thì không còn em nữa, em đi đâu mất tích rồi. Thì thật sự chị không muốn nhắc Khoa, thì Khoa biết là sau đó cái chuyện gì nó đã đến với em rồi. Một cái Vân Sơn mất tiền đúng không? Thì nói luôn đi, tôi nói rồi. Trời ơi, cái đó là chửi mình quá. Nguyên cái bôi xa đều biết và tất cả nghệ sĩ đều biết. Chứ không phải là khỏi. Tại vì như vậy cũng biết mà. Thì Khoa biết, thật sự đó là một cái chuyện chị rất là buồn và chị xấu hổ lắm. Chị xấu hổ cực kỳ luôn. Em biết không, khi mà camera, anh Vân Sơn yêu cầu phải check camera ai là người vô cái hậu trường này, thì không có bóng dáng ai ngoài em. Thì có nghĩa ở đây không phán xét hay là không nói em là người lấy, nhưng mà cuối cùng em vẫn là người bồi thường cái số tiền đó, mặc dù em nói là em không lấy. Ok, cái đó là cái lý do mà tại sao nó không lấy, nó không nói với mình. Thì cái đó là cái lý do mà Leon kể từ lúc đầu, mà tại sao Khoa chạy gọi điện thoại và chạy thẳng đến nhà Leon lúc đó, mượn Leon 1.500 đó cả nhà. Thì sau đó thì chị vẫn còn nhiều show với em lắm Khoa, chị còn tới 5-6 show với em lận mà chị cancel em luôn. Thật sự chị xấu hổ, chị mắc cỡ. Nói chung chị không có cái tay mà để lăng chị xê, giúp người á. Chị lăng xê thì được, nhưng mà giống như là có số chị lâu lâu sẽ gặp những cái người rất là phản mình và rất là những cái chuyện cho mình đau buồn, kể cả những cái người mà thân thiết mà mình đặt niềm tin như là em. Chị rất là thương em, chị thương em lắm. Em bước qua đây từ cái lúc em rất là nghèo, chị là cái người giúp em chứ không ai giúp em hết trơn á. Chứ em đừng nói là em bước vô trung tâm Thúy Nga là vì em may mắn. Không, em bước vô trung tâm Thúy Nga là nhờ chị. Chị giúp em, chị đưa em vào, chị dắt tay em vào gặp chị chủ trung tâm, chị nói chuyện. Mà em biết chị Thủy rất là thương chị nên mới giúp chị, chứ thật sự không có ai mà làm được cái điều đó. Bước vô trung tâm thì một người phải nổi tiếng, hoặc là đẹp, hoặc là tài năng. Em không, em những yếu tố em không hề có, mà chị vẫn giúp em vô được tới trung tâm. Mặc dù em không có một cái gì hết, lúc đó em chưa có làm một cái gì hết. Tới ngày hôm nay thật sự á, theo lời như Lê nói á, thì là em đã khá giả. Mà khá giả đây không phải là vì đồng tiền em làm ra, mà là vì tiền bán xác. Cái gì bán xác là sao? Là con Như, thật sự mình phải kể thật. Là Như nói, là Như có khoe đó là Khoa giữa khá lắm nha, tại má nó mất rồi nó mua bảo hiểm xong nó được đền bồi thường mấy trăm ngàn, nên là nó cũng thương tôi, nó giúp cho tôi, nó cho tôi vay tiền, cho mượn tiền. Thì chính vì á, em có một chút tiền, bây giờ chị cảm thấy em hơi cái kiểu mà tanh với đời á. Em lên em muốn chửi ai, nên chị khi mà chị nói là trên cái status đó, chị nói là người ta cho em bao nhiêu tiền Như ơi, mà để cho người ta làm ông nội gì đó trên cái Facebook của em, là chị đang nói Nguyên Khoa. Chị không nói bất cứ một cái người nào ở đây hết. Chị đang nói tới Nguyên Khoa đó. Nguyên Khoa ơi, em giúp Như, chị cảm ơn, chị thương Như lắm. Nhưng mà em giúp sai rồi. Em mượn cái Facebook của Như á, em chửi. Bản thân em cũng muốn PR cho em. Ừ, tao là cái thằng giúp Như nè, tao là người chửi bới nè, cho tụi mày biết mặt tao là anh hùng nè. Không, cái đó không phải anh hùng Khoa. Cái đó em đang làm sai hoàn toàn, em đi sai hết hướng rồi, em đang hại con Như luôn đó. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái vấn đề, nói vấn đề YouTube. Cái ngày đầu tiên á, mà khi mà Nga vừa qua Mỹ á, thì là cái birthday của Như là phải gặp con chó đó. Đâu,
birthday của Như để happy như birthday mà... mẹ Nu tôi à, mẹ Nu không? Mẹ Nu là mẹ Hoàng Nu Anh đúng rồi, thì Như mời Nga qua đúng rồi, mời. Thật sự lúc đó Nga cũng mới vừa làm lại kênh YouTube và làm cho vui thôi, thật sự Nga cũng ý quay quý vị. Nga qua thì là Nga chủ đích là chơi thôi, nhưng mà trong quá trình chơi thì nó vui quá, bắt đầu Nga quay thì thật sự lại cũng có sự khuyến khích của vợ chồng. Là Hoàng Anh nó rất là dễ thương. Hoàng Anh nó cũng là một cái người diễn viên quý vị, nên là nó rất là nhiệt tình, nó đi dẫn dắt. Thì là thêm cái miệng Leon nói vô, rồi thêm cái lời Nga chọt, thì thầm cái clip đó rất là vui. Và cái clip mà Nga đi qua cái thăm cái vườn trái cây đầu tiên đó, Nga không nhớ cái tựa là cái gì, thì nó rất là hot. Nên mình lúc đó là tụi này đang chọc. Tại vì ba của Như là ba vợ của Ni. Cùng với Ni tại thấy rồi tụi này đang nói chuyện cười vui, thì mới nói là anh Leon với chị Thúy Nga ra coi cái dàn mướp của ba em làm, đó là nguyên văn của bé Ni của ba em làm nè, mà... bá cháy luôn. Và sau đó thì bé Như mới nhìn vô cái dàn tranh dây của nhà kế bên, thì có mấy cái rồi, cái đó là tại vì lần đầu tiên tới nhà của người ta thì đều do chủ nhà dẫn dắt, chứ tụi này không có ý. Rồi xong cái thì thực sự cái clip nó rất là vui quý vị, mà ba Như cũng là cái người coi cái clip đó, ba Như nói trời ơi sao tụi con nói chuyện gì vui quá, chú coi hoài, gia đình chú Vinh Việt Nam cũng coi. Rồi sau đó thì Nga cũng không hề biết nhà Hoàng Anh có cái bụi chuối, thì chính bản thân Như hay là Hoàng Anh Nga không nhớ nha, là người nói nha, trời cái clip nó vui quá à, thì nói là trời ơi nhà tôi còn bụi chuối nữa, mặt Nga không nhớ là không biết là về Như hay là Hoàng Anh. Tại thực sự á, qua tới cái Mỹ này á, từ trước giờ Nga chơi thân Như chứ Nga không biết Hoàng Anh nhiều. Nga chỉ biết Hoàng Anh bắt đầu từ cái số sau thôi, là từ cái sau cái gạo nếp gạo tẻ, là Như lấy Hoàng Anh rồi đem Hoàng Anh thì Nga mới biết Hoàng Anh thôi. Tại vì Hoàng Anh là một cái thế hệ sau này, Nga không hề thân với Hoàng Anh nhiều. Thật sự đến bây giờ Nga vẫn thân với Như chứ Nga không thân với Hoàng Anh nha quý vị. Thì đây Nga kể cho quý vị nghe. Thì sau đó thì đến cái clip mà quay cái chuối thì Hoàng Anh với lại Như rồi cũng nhắn là nói ờ Nga ơi có cái chuối vui lắm. Thì Nga cũng nói ờ để bữa nào qua quay, mà thật sự Nga Leon cũng rất là bận, hẹn 5 lần 7 lượt. Mà tới cái ngày mà Như nói chuối rụt rồi sắp chết hết rồi, xong qua xong quay qua lại đi. Xong bắt đầu Nga mới qua thì Như nói thôi bữa đó chị bà qua đi rồi tôi nấu lẩu cho bà ăn. Nấu lẩu đúng thì Nga, nấu đồ ăn cho ăn thì là em đi Thái đồ Nga rủ đi hết. Thái có đi vụ chuối không ta? Thái không đi, mày cũng không đi. Qua đó mình cũng có nói đó. Qua tới nơi bà Như bà không nấu gì hết trơn. Mà thật sự là Nga qua rất là trễ, tại vì Nga quá bận. Nga qua trễ thì cũng quay cái clip đó. Thì nói chung nghệ sĩ mà ngẫu nhiên quay cho vui, chứ không phải là quay vì để mà bê bối nhà Như. Nói thật á, nếu mà cuộc sống Như như vậy mà vợ chồng Như Hoàng Anh vẫn hạnh phúc, đó là cái điều người ta sẽ phục. Chứ không phải là Khoa nói là chính vì tại bà Thúy Nga qua quay câu view Leon nói tầm bậy tầm bạ mới làm cho người ta quay đúng rồi. Cái này thì để Leon thêm vô nói chửi về chửi Leon với Thúy Nga là ai mượn tụi bay quay cái máy lạnh của người ta để thì cho cái đó, thấy con Như nó nghèo rồi đâu, Hoàng Anh cái đó không phải. Tại vì khi mà quay tụi này mà chuẩn bị vô thì bé Như mới là người chỉ cái máy lạnh với cái cục treo lủng lẳng cơ kìa, coi ông Ni ổng làm kìa. Chứ nói chung là tất cả những cái gì mà cái clip nó ra như vậy là đều có sự phối hợp của Như Hoàng Anh, và Hoàng Anh thì rất là nhiệt tình. Hoàng Anh nó rất tại là vì Hoàng Anh là người vô mặc cái áo vest đồ quần xà lỏng mặc áo vest mang đôi dài và chính cái clip đó cũng là hot tip rồi. Thật sự những cái gì mà Nga quay á không phải là mình cố tình để bêu ríu, tại vì lúc đó thời điểm đó Như với lại Hoàng Anh rất đang vui vẻ, không có chuyện gì hết. Mà Nga có lần Như nó đi xăm chân mày lại, Nga còn la, Nga còn nói chứ Như sao mày đang hạnh phúc mày đi sửa tướng chi rồi mai mốt rồi này kia, nó hơi dậm lại cho vui đó rồi xong hai câu chuyện đó nha, là hai cái clip đó. Nói chung là Nga không phải qua để mà quay mà làm bê bối cái nhà của Hoàng Anh. Thật sự là đều có cái lời chủ đích của Hoàng Anh với Như đồng ý thì Nga mới quay. Chứ mà Nga đâu có phải là muốn qua xăm nhà ta quay là quay đâu. Rồi tới cái clip thứ hai. Clip thứ ba là cái clip đi chùa. Đây, tôi kể cái chuyện đi chùa mà tôi tức lộn. Cái đi chùa là mình phải... Để cho anh Điền nói trước. Đi chùa là phải dẫn dắt đàng hoàng. Cái chuyện cho anh Điền nói. Cái chuyện của bây giờ mình phải giải quyết. Từ câu chuyện rồi mình sẽ dẫn dắt đi chùa. Ok, như khoa lên khoa chửi tất cả nghệ sĩ, khoa chửi rất là tục, thì giống như khoa chửi tục là Andy, là giống như là mình biết được là cái con người đó đã như vậy rồi thì bắt buộc người ta phải mở miệng như vậy, cho nên mình không có trách được. Tại vì khoa là cái giống như là
xăm sinh tướng. Dạ, yeah, thì nó đã như vậy thì không thể nào nói được những lời hoa mỹ, cho nên mình biết, cho nên mình không có coi. Mình nhưng mà rồi. Mình đã tránh từ xa rồi, mình đã tránh, mình không có coi live stream, nhưng mà không hiểu tại sao tự nhiên dính Leon với anh Đề vô. Để mình nói cho bạn nghe, bạn chửi, bạn nói là người ta vô tình, bạn đi hại Như. Tại vì chính bạn, chính mấy bạn là những người nói là mình hiểu luật. Bạn đem lên, bạn nói, ủa rồi có giúp được gì cho con, con của Như không? Thì những cái nói như vậy là chẳng phải mấy bạn đã lên, mấy bạn vô tình, mấy bạn dạch nguyên cái lưng là chứng tỏ Như là người nuôi con không nổi hay sao, mà phải đi lên cần người này người giúp. Cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, các bạn nói là các bạn hiểu luật, các bạn sai cái chỗ này nè. Ví dụ nha, Andy đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ là một người chồng nó muốn giành lại đứa con. Tại vì bạn có hiểu không, ở Mỹ không phải bạn muốn là được. Không phải bạn muốn là được. Ví dụ như bạn nói Leon là đứa anh hùng. Ví dụ bây giờ bạn có một mớ tiền, bạn thấy một người đó ví dụ chết mà bạn muốn chôn. Không phải bạn muốn chôn là được. Bạn phải có sự ủy quyền từ gia đình, bạn mới được quyền chôn người đó. Chứ phải ô tôi có tiền tôi muốn chôn, hay là tôi có tiền tôi muốn đưa người đó đi về Việt Nam đưa, hay là ô tôi có tiền tôi muốn giữ đứa con. Không phải bạn muốn là được. Nhưng chính các bạn nói là các bạn làm luật, các bạn hiểu luật, mà wow, các bạn đi lên, các bạn dành cái lưng cho người ta coi, là giống như là chứng tỏ là Như nó nuôi con không nổi cho nên phải cần người trợ giúp. Đúng, chính xác. Andy có nói là Andy với Leon sẽ ủng hộ Nu hết mình nếu mà em cần. Đúng, cái ủng hộ đây là sẵn sàng ủng hộ với Andy 1-2 bình sữa, 1-200 đồng, 1-2000 đồng một tháng, không thành vấn đề. Andy không có giàu, không có đại gia giống như là đồn, nhưng với Andy cái chuyện đó là không có thành vấn đề. Nhưng mình phải giúp làm sao, mình giúp người là mình giúp cái cần câu, chứ không phải là mình giúp cái con cá. Mình giúp bạn mình là mình giúp cái cách nào, chứ đâu phải là mình lên mình chửi hết người này kia. Mình lo những người trước đây Như nó đã kêu là cha là mẹ rồi, loi hết dòng tộc người ta ra chửi rồi. Nghệ sĩ bạn cũng chửi, tất cả những người bạn cũng chửi, không liên quan gì bạn chửi. Ủa như vậy chửi, là chửi mà cho hả dạ, bạn chửi sân si mà mặt bạn chửi cho đã cái nơi bạn. Nhưng vô tình bạn lại hại Như mà bạn không biết. Mấy bạn không biết là mấy bạn hại cái chỗ nào, tại vì mấy bạn lúc chửi thì quá hăng sai, quá đạm miệng, nhưng mà không có biết cái kẽ hở, cái kẽ hở của luật pháp cái chỗ nào. Nếu mà một người chồng nó muốn dành con ở đây, đây chứng tỏ là nó nuôi con không nổi, nuôi con không nổi, cho nên những người bạn xung quanh đã lên nói là phải cần sự chơi giúp này kia, là thì mày nuôi con không nổi thì khi mày đi ra tòa làm sao mày giành lại với tòa, là chính những người xung quanh của mày đã đem lên nói là mày nuôi con không nổi đó. Vô tình bạn lại hại những người bạn của bạn. Chuyện đó rồi cái chuyện mà bạn loi tất cả nghệ sĩ anh chị em ra chửi, ví dụ có những người đi, đã cái chuyện đã qua rồi, mình người ta đã nằm xuống rồi, bạn cũng móc lên bạn nói rồi, bạn nói người ta câu view. Ví dụ bạn nói câu view thì bạn nhìn lại chính cái tên YouTube của bạn. Andy học được có một câu của người Bắc, đó là ăn mài dĩ vãng, cái câu rất là hay. Ủa nếu mà bạn không câu view thì tại sao bạn phải lôi cái tên xe ôm ra bạn để? Tại sao bạn không để là khoa gì? Bạn đâu có cần phải để là xe ôm. Ai là người câu view thì chính bạn tự tối nay gác tay lên chán, bạn tự hỏi bạn ai là người câu view và ai là người không muốn câu view. Mà cái lý do ngày xưa làm sao mà mọi người biết Nga giúp Khoa không? Thật sự Khoa nó không có một cái lý do gì mà Nga để cho mà Nga giúp hết trơn. Nó chỉ kể một câu chuyện này thôi mà Nga rất là thương những cái hoàn cảnh mà giống như là không cha không mẹ. Khoa nói là trời ơi chị ơi, em á là em ba em giàu lắm nhưng mà ba không có lo cho em, mẹ em sanh ra em, mẹ em là vợ sau của ba, là em giống như một cái đứa con hắt hủi vậy đó, em không có được quyền gì trong cái nhà của ba em hết á, giống như là em rất là khổ, mặc dù cha em thì có tiền em không có được một cái gì hết, mà em qua đây Mỹ này em cũng phải tự lập hết, ba không cho một cái gì hết, ba không lo cho em mà ba không quan tâm rồi, tại vì ba không có vợ khác thì mẹ em là bà sau. Thì nói chung là mình nghe mình rất là thương, mình nói trời ơi cậu này cái hoàn cảnh cậu tội quá thì mình giúp. Nhưng mà giúp em, nhưng mà thật sự á thì em nói phải nói là cái câu gọi là cái con mắt em, người ta nói em là người tạo phản, em phản quá Khoa. Không, cái tướng đó nếu mà thật sự đó Andy. Thiệt á. Andy có nhiều. Trời ơi em nhắn một cái tin mà chị nói chị không muốn nói về em, chị không muốn nhắc tại vì đã lâu lắm rồi em với chị không hợp tác. Tới ngay cả khi chị gặp em ở đâu đó chị còn không muốn nhìn em nữa mà Khoa. Em làm cho chị, vâng, chị rất là buồn nhiều thứ. Nhưng mà ngày hôm nay em chính vì bản thân em lôi tụi chị lên live stream em chửi, và chính bản thân em là tự người gây hấn. Em lên cái đây để Leon đọc nè. Cái đó nè. Thằng BD, cha mẹ mày. Đây là Leon đọc nguyên văn luôn của người nghệ sĩ. Không, thì nói là Leon là như vậy.
Mày bóng núp lùm, tao nói mày đó thằng ca sĩ già, có tuổi không có tên. Tao vô được trung tâm Thúy Nga là mày biết sức của tao rồi đó nhé. Tao nói cho mày biết đó. Mày hát 40 mấy tuổi mà vẫn còn hát. Hát làm con mẹ gì? Đọc cái nó chửi tôi. Ok. Chưa, Leon nói cho em nghe cái này sẵn đây. Sẵn chửi đây Leon sẽ nói cho em. Giống như Leon nói từ lúc đầu. Đúng rồi, giống như Leon nói từ lúc đầu. Nghệ sĩ là mình đem văn, đem hoa đến cho nhà nhà. Tại vì những người người ta bực lên, người ta xem những chương trình nghệ sĩ để chi? Để cho người ta vui, người ta trò chuyện với gia đình. Như chú Nguyễn Ngọc Ngạn, cái đó mới là nghệ sĩ. Còn như cái mồm, cái miệng này của em không thể nào làm nghệ sĩ được. Cái thứ hai, 40 mấy tuổi mà vẫn còn đi hát là sao? Là vì anh, mặc dù thằng này chưa vô được trung tâm Thúy Nga, nhưng mà đã 5 đến 7 lần giúp em, kéo em đi show cùng với Thúy Nga để cho mọi người biết đến em. Giống như Thúy Nga đã khuyên từ lúc đầu, đã khoe từ lúc đầu là 10 bầu show, 9 người rưỡi đã từ chối em. Nhưng mà Leon, mặc dù không có tiếng, không có tâm thời đó, và nhưng được sự ưu ái của bầu show và đã kéo em đi. Và chả những như vậy, còn bỏ công bỏ sức ra đưa scan hình, email hình của em đến cho bầu show để người ta làm poster. Đó là một cái thằng ca sĩ mà có tuổi không tên đó em. Thôi bây giờ mình nhắc lại cái vụ đi chùa đi. Thật sự á, bây giờ Lạc Khoa lên nói á, là cái đám bạn gì mà mượn Như ra câu view. Câu view, câu like nha, nó thẳng nha. Cái hôm mà đi chùa á, chùa Thái Lan đó, là trong group Nga là Nga chỉ có Andy rủ Nga, Leon Vũ với Andy là ba người đi thôi. Tới cái kỳ Nga bước lên xe thấy Như ngồi trên là Nga hết hồn. Ủa có bà Như đi nữa? Như á là tôi kêu. À thì Như á thì cũng mà nó phải lòi ra một cái số vấn đề 80 năm gì trước. Ừ là tại vì thì bây giờ để cho Andy kể cái vụ 40 năm là tôi với bà vô cái vụ mình cứ nói sợ. Không, cái chuyện đó mình đã nói trên rồi, là hồi đó Như nó đi chùa, nó xin được cái lễ có con rồi, nó không có chịu lên tạ lễ, rồi sau này rồi nó lục đục, xong nó mới tự nó xin mình để nó lên để nó đi tạ lễ. Thì bây giờ chị nói thẳng với Như, Như bây giờ là bị một cái vấn đề này nè quý vị. Như đang được khán giả thương tại vì là Hoàng Anh ly dị. Nhưng mà lát nữa nghe sẽ nói vấn đề hôn nhân ly dị ở Mỹ cho mọi người hiểu. Thôi để tôi nói cái vụ, tôi dẫn cái vụ đi chùa. Đi chùa đi, để Như nói vụ đi chùa. Đang ảo tưởng mình là một người nổi tiếng và là tụi Nga đang mượn câu view. Tại vì bữa hôm á, Như nói một câu như vậy nè. Thì là ta biết là Như nói Nguyên Khoa, thì chính vì cái câu nói của Như nó mới làm cho Khoa nó tức tối, nó mới chửi tụi Nga là vậy vậy. Chửi nghe đi nói câu đi. Là Như nói trời ơi, tôi giờ tôi live stream hả, là đức tiếng hả, thấy live stream tôi là đưa lên à, lấy xuống bỏ lên YouTube lấy liền à, là mượn tôi để câu view, là chứng tỏ Như ảo tưởng, Như là người nổi tiếng thật sự, nên là tất cả tụi chị ở đây là đang mượn Như câu view. Thật sự nếu bữa đó đi chùa không có Như, tụi chị vẫn có vẫn clip, cũng phải đi thôi, vẫn phải đi, vẫn tại có gì? Clip tại vì cái cuộc đi chùa đó chị không hề mời Như. Như ơi, chị không hề mời Như và không kêu gọi em, không, nhưng mà tôi mời để tôi cho tôi nói. Ok, bây giờ Andy sẽ đi vô cái câu chuyện của Như Quỳnh Lê. Trong trước đây mình coi Như Quỳnh Lê giống như một đứa em, và anh thường gọi em giống như là Như ốm ở trong nhà. Trước đây câu chuyện tại là Như ốm. Đúng rồi, phone cũng để Như ốm. Trong phone thì cũng để Như ốm, tại vì coi nó như một đứa em. Thì cho Andy hơi dài dòng chút xíu là Andy phải lùi lại 80 năm về trước. Trước khi chưa, cái tưởng tượng là như đó, mình phải nói, phải nói đầu cho ra đó. Trước khi gặp Hoàng Anh thì em tâm sự với anh những gì, và em ôm anh, em khóc, em nói những gì. Em có nhớ cái ngày mà em lái xe từ bên Arizona về và cái chuyện gì xảy ra, em khóc. Sau một thời gian anh thấy vậy, và em nhớ cái việc mà cái em thằng đó gạt gì đúng không? Treo những cái lồng đèn đỏ trên cái phòng. Anh chỉ nhắc như vậy thôi là em sẽ nhớ và tâm sự. Nghe nói và Như là trước đây là rất là thân với tụi Nga anh coi như em, rất là thương em. Cho nên là chửi mày cũng có, mà la mày cũng có, mà giận mày cũng có. Nói mà chung là chuyện gì nữa cũng có hết. Và cái chuyện đó bỏ qua đi. Cái chuyện sau cùng là khi gặp Hoàng Anh, chính anh là người đã nói chuyện với em ngay từ đầu. Chính anh là người chỉ em làm sao để giữ một đứa con. Tại vì em tâm sự với anh nguyên văn, em nói là anh ơi, thì giống như đại khái là như vậy, xong xuôi bây giờ em chỉ muốn có một đứa con với lại vậy vậy đó. Thì chính anh là người dẫn em tới cái ngôi chùa đó. Nếu mà cả nhà không tin thì có thể vô Facebook của Andy coi những cái ngày mà có một cái hình Andy chụp chung với Như Quỳnh Lê với lại Leon Vũ. Cái hình ở trên cái ngôi chùa đó là cái hình đó là Leon mặc áo một tí trước khi gặp Hoàng Anh. Đúng rồi. Và em đã nói những gì, và sau khi về nhà ở đường số 8, tối mỗi ngày em ôm anh, em khóc, em biết rồi anh trai, em biết rồi anh trai, những cái gì anh nói, anh chỉ em làm sao.
ăn nói làm sao, rồi giải quyết làm sao, và mình phải làm sao, giữ con làm sao, và gặp cặp với lại nghệ sĩ làm sao, mắt nhắm mắt mở làm sao, mình phải làm sao. Anh đã nói em hết, dạ em biết rồi anh trai, thì giống như anh nói đây là với tư cách người anh. Nói cái câu mà bữa hôm á. Chính miệng em là người mở miệng nói câu này, từ đó về sau anh không có xen vô. Chính miệng em nói, thôi anh Andy khuyên Như rất là nhiều, và chính miệng em nói câu này. Thôi anh trai, em có vui để cho em vui đi, những gì xảy ra sau này em là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đúng không? Em nhớ câu nói đó không? Đó, không, nếu mà Thái nói gì thì người ta sẽ không hiểu là cái vấn đề khi bắt đầu á, Như nó quen Hoàng Anh á, khoan, thì là tất cả người ta đều rất là lo và khuyên là Như không nên quen Hoàng Anh, tại vì nó trông trên quá, nó không hợp và Như sẽ khổ và Như sẽ sau này sẽ không đi tới đâu hết. Thì là Như mới ôm Thái với mọi người mới nói là thôi, Như đang muốn có một đứa con để Như vui đi, vui đến đâu, đang vui tới đâu hay tới đó, còn sau này nữa thì tính. Đó, thì Như đã biết cái câu, biết trước được sự việc là như biết vậy, trước sự việc hết. Và tất cả bạn bè ai cũng gửi lời khuyên, nhưng mà chính miệng em là người nói câu đó. Thì xong, thì cái chuyện đó thì thôi, thì duyên số tụi em gặp nhau. Thì khi mà tụi em ở được với nhau là thật sự tụi anh rất là mừng. Nhưng mà tụi anh biết chắc 100% là cái chuyện này nó sẽ xảy ra. Ai nhìn vô cũng biết hết. Tụi anh cũng có khuyên cũng hết mình. Nhưng mà cái chuyện đó qua đi, cái chuyện tình cảm xong rồi, thời gian này sao xong, chuyện đã xảy ra xong trước đây mấy tháng. Thì cái chuyện buồn đã xảy ra với tụi em. Anh không muốn nói liên quan tới người thứ ba. Nhưng em à, ví dụ mình là người dẫn đầu, mình phải biết phán đoán, hiểu không, mà mình phải chính xác. Còn cái này ví dụ đi, mình phải biết mình làm cái gì và mình làm và mình nói những cái gì. Tự em là người đi vô Facebook của người khác để rồi em mang những cái bực mình, rồi em những cái khó chịu, những cái này kia, rồi em đi qua nhà tụi anh, em tâm sự. Tụi anh đã khuyên hết mình, và sau cái ngày đi chùa, anh là người, Thúy Nga với Leon không biết, anh là người rủ em đi lên cái chùa đó một lần nữa để cho em trả lại những gì mà em đã thất hứa. Chuyện thứ nhất, cho đứa con thứ nhất, em nhớ chưa? Thì chính anh nghĩ tới em, cho nên em thấy em cũng đang buồn. Cho nên anh là người rủ em đi cái chùa đó, chứ không có ai câu like, câu view gì hết. Thì sau cái ngày đó đi chùa về, thì anh có nói chuyện với em, anh nói thôi Như ơi, cái chuyện bây giờ nó đã xong hết rồi, thì thôi cho nó qua đi, cố gắng bây giờ anh sẽ chỉ em cái cách làm sao để mình giải quyết. Mình phải thật đẹp, mình phải thật vui và mình phải thật hoan hỷ. Thì mình càng ốm càng đẹp, mình sẽ làm được nhiều thứ. Anh nói hết, dạ anh biết anh trai. Rồi anh còn nói một câu nè, thôi mày cứ qua đi, để tao chỉ mày live stream, hay là mày cần những cái gì tao sẽ giúp cho mày để kiếm tiền nuôi con Như. Dạ em nuôi biết nu. Dạ em biết anh trai. Xong rồi tôi nói Như ơi, thôi bao nhiêu nó đủ rồi. Ba của Như lên nói là quá đúng, quá chính xác. Thôi mình ngưng tới đây được rồi, đừng có nói gì nữa, bây giờ tập trung kiếm tiền để nuôi con đi, cân qua anh chỉ cho. Dạ biết rồi. Xong rồi, xong cái ngày đi chùa đó là xoay qua mọi chuyện nó hoàn toàn khác. Từ cái ngày đó là anh không có theo dõi cái live stream của em nữa. Đây là lý do tại sao mà khi mà Andy hứa là Andy sẽ giúp hỗ trợ cho bé Nu, thì Andy cứ nghĩ là ok, mình sẽ giúp cho nó mọi mặt, mình sẽ giúp khách hàng cho nó, mình sẽ giúp những cái gì nó cần để kiếm tiền nuôi con. Nó giả xong rồi, nó xoay qua, nó lật thành cái khác, khác hết trơn. Xong rồi bây như giờ là bị hai Như lời. Để cho cái người không ra gì lên cái Facebook của Như chửi ngược lại tụi anh. Bây giờ em nói, ủa em ngày xưa tới giờ, ủa em đâu có biết đâu. Rồi anh tha thứ cho em, cái gì em cũng không biết, anh tha thứ. Nhưng sau khi em coi lại live stream rồi em sẽ làm sao? Vẫn để đó. Đúng không? Như ví dụ như chị nói cho Như nghe này nè. Thật sự nếu mà cái live stream hôm đó của Khoa với em á, mà em biết là em sai, em tháo cái live stream xuống, chị sẽ không bao giờ chị lên tiếng. Nhưng mà tại vì tụi chị bức xúc ghen quá, nói chung chị thương em giống như một người em gái, Như coi em như một người em gái, thật sự thương Như lắm. Thương từ cái ngày bắt đầu mà lục đục á, là thấy tội lắm. Mặt lúc nào cũng qua đây là sắp bất sang ba mọi người ốm nhom mà. Mà hả, bây giờ thôi cái chuyện Như để bây giờ, để Nga sẽ nói sau đi. Bây giờ Leon đang buồn rồi, nói thì bây giờ dành nữa hả? Không thì cho tôi nói hết đi. Nói đi xong tôi nói nữa. Thì giống như cái chuyện tình cảm nó đã xảy ra rồi, thì trong tình cảm giống như đi, không có người đúng hay là không có người sai, nhưng mà chính em giống như anh. Tại sao anh kinh nghiệm trong cái chuyện mà yêu người nổi tiếng? Tại vì những cái chuyện đó
khi mà mình chấp nhận mình lấy cái người nổi tiếng hay là cái người trong showbiz, thì mình phải làm sao anh chị em hết, mình phải mắt nhắm mắt mở làm sao, và mình phải làm sao tự nhiên chính em là người nhảy vô cái Facebook của người khác rồi để rồi em bực mình, để rồi em dàn dựng lên những cái câu chuyện để làm mất lòng nhau á, cho mất lòng nhau. Chứ thật sự anh không có binh hoàng anh, anh không có binh hoàng anh. Nếu mà bây thằng giờ mà, ví dụ nếu mà bây giờ mà để ra giữa em và Hoàng Anh, dĩ nhiên bây giờ có Hoàng Anh có giận anh cũng chịu, dĩ nhiên là anh phải chọn em rồi, tại vì em là những người là sống với anh là từ những ngày đầu coi em như một đứa em. Nhưng mà anh rất là giận là những gì khuyên em, những gì chỉ cho em, những gì nói em cần làm, xây qua dạ dày anh biết làm trai, xong qua là hoàn toàn là người khác. Làm khác hết trơn à, làm sai hết, không có đúng. Rồi. Mà Như cứ nghĩ là Như đang làm đúng. Tại vì á, Như bị bây giờ là gì nè, à, Nguyên Khoa là có tiền, đang giúp cho Như, là Như có khoe nha, cái này là Như có khoe nó, Nguyên Khoa cho vượn tiền. Thì chính bản thân Như cũng đi nói người ta, nói là ở đây không ai giúp được Như trơn ngoài Khoa, Khoa là người bạn tốt. Nên chính vì cái điều đó Như cũng lệ thuộc vô Khoa. Và Khoa lấy cái Facebook của Như, Khoa muốn làm gì Khoa làm, Khoa làm ông nội bà ngoại trên đó, Khoa muốn nói chửi cha mắng mẹ. Nhưng mà cái chửi đó nó vô tình nó là tách càng tách xa vợ chồng người ta ra nữa, không có hàn gắn được nữa. Rất là tội nghiệp. Bây giờ cho Leon nói đi, bắt đầu nghe sẽ bắt đầu có nói rất là nhiều người nhau. Vâng, rồi. Có rất là nhiều người muốn hỏi Leon là tại sao báo chí lại đăng một cái clip hay là một cái tin Leon bóc phốt hay nói xấu với Như. Thật ra là từ ngày đầu khi mà Hoàng Anh bỏ nhà ra đi, cái này Leon sẽ nói, Leon không muốn nói tại vì Leon nghĩ là mình cũng không nên nói về cái vấn đề vợ chồng của người em. Thì ngày đầu khi mà Như báo cho Leon Hoàng Anh đi, thì Leon cũng nói với Như y bon là tao biết ngày này sẽ xảy ra. Là không phải là Leon nói là trách bên Như, tại Như là em mình mà, đúng không? Thì Leon mới nói là Leon chỉ nói là tao biết là ngày này sẽ xảy ra, nhưng thì thôi cứ để cho nó đi đi rồi nó sẽ dòng trở về. Thì lúc đó Như có hỏi Leon là anh trai nghĩ anh Hoàng Anh có dòng về hay không. Thì về tình cảm mà mọi người, mình lúc nào cũng muốn cho em nó có một cái hy vọng, đúng không? Thì lúc đó, thì lý do tại sao lên tờ báo, thì giống như nãy Andy có nói là Như có một cái vấn đề là chuyên vô trong Facebook của người này người kia, những người mà bên phía bên kia, rồi đem về trang nhà của mình làm những cái chương trình, những cái status rất là khó chịu cho bản thân. Thì Leon có nói với Như là làm chi cho khổ vậy, buông đi. Thì tình cờ cái đó nó đỡ được nhiều người đồng tình. Và cái này là Leon nói thật dưới bản thân cũng như trên có trời và ở sau lưng Leon là có Phật. Thì lúc đó Leon đang ngủ, thì Đức Tiến là người gọi nhắn tin cho Leon và nói là anh ơi, báo chí tìm anh. Thì lúc đó thì Leon cũng không có biết đầu đuôi, tại vì những người mà Leon không có qua lại thì vô trong cái tin chờ. Thì khi mà họ hỏi Leon về cái vấn đề đó, lúc đó Leon không có biết. Leon chỉ nói một cái câu như vậy: nói cái gì bây giờ, chả lẽ đây mọi người nghe kỹ và báo chí họ cũng đã sửa lại và nói rõ ràng, nhưng mà tại vì mọi người đang cuồng, mọi người không có chịu hiểu. Leon nói như vậy, nói cái gì bây giờ, nó cũng là em mình, không lẽ bây giờ giống như bên phía bên kia đi tố con vợ nấu cơm thiêu, nấu canh khét, kho cá khét, hay là nói thằng chồng bắt con vợ đi khám DNA. Cái đó là Leon nói là mình, Leon nói cái gì bây giờ, chứ Leon không phải là đi tố con em mình. Cái đó là vấn đề thứ nhất, đúng không? Cái vấn đề thứ hai là Leon là người nói con bé Như bị những người có bị đả kích từ một nhóm người, là Leon không phải nói Khoa. Do đó Khoa đã vội phán xét là tại sao ông bà mình có câu có tích mới nhúc nhích. Vội vàng phán xét là nói Leon nói Khoa. Ủa, nhưng mà nhắn tin cho Leon là đờ em mờ, mày muốn chia rẽ tao với con Như hả Khoa? Ủa, lý do sao Khoa biết cái đó trên cái Facebook, trên cái báo? Không, nhưng mà ông nói chuyện với Như sao Khoa biết? Không biết. Thì bởi vậy là, nhưng cái này là Leon muốn cho mọi người biết, khi mà báo chí, tại vì Việt Nam xem báo trước Leon,
thì Leon không có xem. Thì Như sáng Như có nhắn cho Leon, thì Leon nói chết cha rồi Như ơi, cái này là họ viết là Leon và Như có nói chuyện rất là nhiều, và tối đó là Leon bị chửi. Là tại sao? Leon đã nói với Như và anh em cũng đã nói qua, là Leon nói ok, cái câu mà Leon nói là trên báo chí giật tích là gì đó, là Leon sớm muộn sẽ biết vấn đề này, là không phải là nói em mình hư thằng Hoàng Anh Y mới bỏ đi. Leon nói là biết được chuyện này xảy ra là khi Leon đi đám cưới ở Cần Duộc, là Leon đã biết được là cái chuyện gì sẽ xảy ra. Là giống như có nhiều người, người ta nói là bây giờ đó, trên mạng nói là bây giờ nó có được cái thẻ xanh rồi, thí dụ như vậy, thì nó còn không bỏ đi hay sao, ý của mình. Chứ không thể nào, tại vì thật với mọi người đây, Như ở với tụi này bao năm, 8 năm, 10 năm, chưa nấu cho tụi này một bát cơm, chưa hâm cho tụi này một bát canh, làm sao Leon biết được là Như nấu cơm thiêu hay là canh khác, thí dụ như vậy. Làm sao mà Leon đi mở miệng đi nói. Mà thứ nhất, cái thứ hai, làm sao Leon phải đi tố em của mình, bên phía mình. Còn cái mà Leon rất là thấy là làm buồn nữa là bao nhiêu những người làm báo chí, người ta lại hiểu cái ý của Leon là muốn khuyên em là như vậy. Buông đi Như ơi, bỏ đi Như ơi, mình tha cho người ta một con đường đi cũng như tha cho mình một con đường đi. Bởi vì Leon cũng đã từng bị một cái chương trình là 3 năm trời vợ Leon không cho Leon gặp con, không cho Leon nhìn mặt con, thí dụ, thì mình thấy mình buồn, mình mới khuyên em mình thôi. Chứ mình cũng không có phải, mà báo chí thật ra thì Leon cũng chưa có phỏng vấn với báo chí từ đầu đến đuôi mà đi bóc phốt bé Như hay là đi binh vực bất kỳ ai. Tại vì Leon cũng đã nói chuyện là chuyện của bé Như, gia đình của bé Như, Leon không dính tới. Và thứ nhất, Leon hỏi bây giờ, báo chí có hỏi, nếu mà Leon muốn khuyên thì khuyên cái gì? Leon mới nói khuyên cái gì bây giờ em? Chả lẽ bây giờ giống như họ, bên chồng thì đi lên status, lên Facebook tố cáo vợ nấu cơm thiêu, nấu canh khác, rồi vợ bên vợ thì tố cáo chồng là không nhận con, bắt đi khám DNA hay là làm cái gì bây giờ? Chuyện đó là chuyện của người ta, đèn nhà ai nấy sáng. Nhưng mà anh biết, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra với bé Như, là không phải là vì bé Như nấu. Nhiều khi nếu mà vợ chồng yêu nhau thật sự đó quý vị, con vợ có nấu cơm sình cơm khét thằng chồng vẫn ăn mà khen ngon, đúng không? Cái đó là tình yêu thật sự. Mà khi mà mình không yêu rồi, con vợ có nấu bào ngư di cá hâm yến cho thằng chồng ăn, nó cũng phun ra. Ý của Leon là như vậy, chứ Leon không có nghĩ là mình phải nói xấu. Nhưng mà khoa bạn của Như lại quá bức xúc và quá hăng sai lúc đó. Tại vì nó quá giống như nó vội vàng. Vội vàng quá hăng sai lúc đó và lên bóc phốt Leon và chửi. Khi đây là Leon nói thật cho cả nhà luôn, và sau đó thì những em trong báo chí có nhắn Leon là anh Leon ơi, anh có ổn không? Em có giúp gì được cho anh không? Giúp cái gì bây giờ quý vị? Tại vì Leon không phải là người cố tình hay là đưa những cái đó lên trên mạng. Đúng không? Cái đó là cái thật sự. Nếu mà mọi người muốn biết, có thể liên lạc với Đức Tiến. Đức Tiến là người hỏi Leon, là báo nhắn tin cho Leon, bởi vì những người bên báo chí là nhắn cho Leon điều qua tin chờ. Cái đó là cái mà Leon muốn đính chính với mọi người. Và mọi người đang cuồng về Khoa cũng như bên Như không thì xin cuồng, đừng nói sự cuồng. Đây đang chửi trong đây thì no, Leon nói như vậy. Mọi người khoan hãy phán xét, nhiều khi chưa có hiểu kịp. Thì bây giờ đó, tại sao Như để cho Khoa mọi người lên, cũng như cái Facebook là cái nhà của mình, thì tại sao để cho những cái người không có ra gì lên chửi cho bạn của mình, những người đã cu mang mình những cái đầu? Thì cả nhà hãy nghe cái này là biết lý do tại sao nha. Có nhiều người nói là tại sao mình không gọi nó chị Như. Đều Leon đều gọi cho Như. Mà đụng tới chuyện không có đứa nào giúp nó hết, bỏ tiền ra giúp nó hết. Bây giờ nó nói chỉ có thằng Khoa bỏ tiền ra mà giúp nó. Nó tôn trọng thằng Khoa hơn mình. Nó nói chơi chứ không có đứa nào bằng thằng Khoa đâu. Bỏ tiền ra mấy ngàn đồng giúp nó. Nó nói cái câu đó làm em sùng lắm. Em nói thiệt, anh nghe lúc đó mà mấy anh bên cho nó em không muốn nói thôi. Tới bây giờ em thấy á, nó quá đáng mấy anh như tụi mình á. Em bây giờ em mới mở miệng để em nói thôi, chứ mà em nói mất công mấy anh nói á, là em thì kiểu mà No, mình cũng được khuyên, mình cũng đã khuyên với bé Như rồi. Mình cũng đã khuyên với bé Như là như vậy. Như ơi, đừng có để ý tới Facebook của Hoàng Anh, đừng có để ý tới Facebook của bất kỳ ai bên đó để cho cực tấm thân. Tại sao?
mình cứ cho nó lướt qua đi là nhiều khi cái đó là cái nhẹ nhõm của mình, cái đó là nhân. Và không phải Leon chỉ để trên Facebook đâu nha cả nhà, Leon gọi cho bé Như và bé Như cũng là người gọi cho Leon và hỏi ý kiến. Đây, bây giờ thì cái câu chuyện bây giờ là những cái khúc mắc về nhân vật đầu tiên thực sự nó hơi dài nên là cả nhà cũng thông cảm. Bây giờ là đến cái vấn đề của Nga, là khi mà Nga viết cái status lên á, bây giờ bắt đầu Nga bắt nói chuyện hôn nhân và ly dị ở nước Mỹ cho mọi người hiểu ha. Khi Nga viết cái status lên á, thật sự quý vị á, trong lòng Nga đã có một cái bức xúc rất là nặng rồi, thì Nga viết. Viết ở đây để là gì? Nga viết để cho Như đừng bao giờ lên livestream nữa. Tại vì cái những cái livestream của Như nó rất là vô bổ vô hại, mà những cái lời thiếu văn hóa nó làm vô tình nó hại Như rất là nhiều. Mình bức xúc, mình viết để là tại vì á, quý vị biết không, người ta vô người ta Facebook người ta chửi Nga quá trời luôn, nhưng mà Nga rất là bình thường. Nếu mà để mà Nga bị thị phi người ta chửi Nga mà Như nó thay đổi, Nga vẫn chấp nhận quý vị. Tại vì Như nó rất là cứng đầu chứ không phải là nó là một cái đứa mà nói là nghe đâu. Mình khuyên nhủ nhiều rồi thì á, khán giả nói ồ sao cái chuyện của bà đó, bà không ra gì mà bà đi bà dạy người ta. Thật sự á, Nga nói thật với quý vị á, nếu mà để đi học một cái kinh nghiệm ở cuộc đời á, mà mình đổ vỡ, mình không, mình muốn cho mình tốt hơn á, mình đi học những cái người đã từng đổ vỡ đó. Nga là cái người đã từng rất là, cái cuộc đời của Nga nó còn bi đát hơn Như nhiều, con Như nó còn lucky hơn Nga rất là nhiều. Nga là nó nằm ở dưới tầng địa ngục, cái câu chuyện của Nga nó hoàn toàn khác chuyện Như. Nga là vừa bị lừa nè, vừa bị gạt nè, rồi vừa bị con vứt bỏ luôn, mà người ta lên, người ta vu oan mình, người ta nói mình đủ thứ mà mình vẫn cúi đầu, mình chấp nhận để cho cái người ác họ vui, để cho họ hỉ, họ hả hê với những cái điều họ đơm đặt mình. Mà đến 9-10 năm nay Nga chưa bao giờ Nga lên báo Nga minh oan. Mà tại sao Nga nói để Nga ngăn chặn những người khác không bị lừa nữa thôi, chứ không phải là Nga nói lên để Nga đòi tiền hay cái gì hết. Thật sự Nga không muốn khơi ra, nhưng mà Nga phải nhắc nhẹ để cho mọi người biết là cái câu chuyện của Nga nó đã bi đát như vậy rồi. Nên khi mang gặp trường hợp Như là Nga dạy liền. Tánh Nga đã gãy cái gì, Nga đổ vỡ cái gì, ai bị cái gì một cái là Nga cầm tay, Nga cứu, Nga chỉ liền. Ngay từ những phút đầu cũng Như là Nga đã dạy, Nga chỉ chứ không phải là không chỉ. Mình biết cái hoàn cảnh Như nó rất là tội luôn. Quý vị biết không, khi mà lúc mà Như nó qua đây nó báo là Hoàng Anh bỏ đi rồi. Thực sự trong cái câu chuyện Như với Hoàng Anh đây, nó có hai người đều có cái sai hết, chứ không phải là một mình Hoàng Anh sai hay là một mình Như sai. Nó đều có sai cả đôi bên, và nó một ngày nó chịu không nổi thì nó mới bứt ra như vậy. Chính Nga hôm nay cái câu chuyện status người ta chửi Nga thì bắt đầu Nga lên phân tích để cho mọi người hiểu cái câu chuyện tại sao Nga lên tiếng như vậy. Là quý vị biết không, khi cái ngày đầu mà Như nó bị Hoàng Anh bỏ đi trong một tháng là nó qua đây là mặt nó sắp bất sang bang, nó rất là ốm yếu. Thì lúc nào nó cũng hớt hải hải, hỏi Hoàng Anh có tìm bà không, có hỏi gì không, rồi cũng hỏi Leon không, có hỏi Leon không. Thì Nga rất là thương Hoàng Anh ơi, chị không nói chuyện được với em từ ngày em bước chân qua Mỹ đây á, ai cũng tưởng á cái câu chuyện này là tại vì Nga binh Hoàng Anh, Nga chơi với Thắm BB không. Nga không hề biết Thắm BB, Nga không hề có số điện thoại, và Nga cũng không hề có số Hoàng Anh, Nga chỉ có số Như thôi, và Nga chơi thân Như trước đây giờ. Và có chuyện gì á, vừa đến nhà Như á, là Nga gọi cho Như chứ không bao giờ Nga gọi Hoàng Anh. Thì lúc đó Nga chỉ có Facebook của Hoàng Anh thôi. Lúc nó đi tháng 12, Nga mới nhắn tin Hoàng Anh, em phải coi cái livestream này em biết. Giá như mà em gặp chị một chút, câu chuyện của em sẽ không bao giờ nó đến bi đát như đến ngày hôm nay. Chị nói thẳng luôn, chị nói nè, hai em, chị Nga nè, khi nào em rảnh em nói chuyện với chị một chút được không? Chị không có số điện thoại của em, có gì á em nhắn số của em đi rồi chị gọi lại cho em, có ok không? Rồi Hoàng Anh không trả lời trả vốn gì chưa? Leon cũng bị vậy mà. Thì Leon cũng là thật sự á, cái câu chuyện của Như khi bắt đầu lục đục á là Nga rất là muốn kéo vô. Thật sự á, cái sai của Hoàng Anh á là Hoàng Anh đi mà Hoàng Anh không nói một tiếng nào. Cái sai, cái đó là tạo cho người đàn bà sự căm thù, mà căm tức đến tột đỉnh, mà đến ngày nay nó ra cái cớ sự gì. Cho. Sao? Thì no như khi mình nói như vậy cũng không đúng, mình không có binh ai mình bỏ ai, nhưng mà Hoàng Anh nó đi, tôi nghĩ là phải có cái gì ẩn khúc ở bên trong. Thì tất nhiên nó phải chứ không có tự rồi. Nhiên không có cái gì mà tất nhiên là nó có những đi. Cái sự mình dồn nén cũng không có đúng. Nhưng không mà đúng nó, như nếu mà nói như đúng á, Hoàng Anh muốn đi hay muốn giải quyết cái vấn đề gì với Như á, thì Hoàng Anh cũng phải giữ nên. Như với Hoàng Anh hai người phải ngồi
Bây giờ chị sẽ nói về cái luật của Mỹ về cái ly hôn để cho Hoàng Anh hiểu. Hoàng Anh sẽ rất là trắc trở và trục trặc sau này, và thậm chí có ngày là Hoàng Anh sẽ bị thu luôn cái thẻ xanh đó, nếu mà Hoàng Anh làm không đúng luật Mỹ. Đừng có lặng mà đi vậy. Đừng có lặng lặng mà đi như vậy là hay. Yeah. Em ở đây luật Mỹ nó khác, luật Việt Nam nó khác Hoàng Anh. Chị khi mà cái tụi child support nó đi tìm lúc đó nó tìm tội. Em là nó thu hết giấy tờ em là em mà đi không nhúc nhích đi đâu em được. Không đi đâu được, em không làm gì được. Thật sự cái lúc bắt đầu trục trặc chị rất là mình đã nhắn chị, mình báo chị, mà nó chị nhắn Hoàng Anh đâu. Để chị muốn gặp Hoàng Anh riêng, chị nói chuyện riêng, chị gặp Như riêng, chị nói chuyện riêng, xong rồi chị làm sao chị bút cho hai người tắm chị á. Chị thấy cái hoàn cảnh gì là chị nhào đầu vô, chị rất chị nói nó tính là tính chị rất là bao đồng. Chị bao đồng đến ngày nay chị bị cộng đồng mạng chửi là gì vậy đó. Tại vì mình quá bao đồng. Thì thấy như vậy thì mình mới nói là thôi để tao hỏi Hoàng Anh rồi có gì gặp gỡ. Thì sau đó Hoàng Anh không trả lời trả vốn, thì Nga nói Hoàng Anh chắc nó đi luôn rồi, thấy nó không trả lời trả vốn gì trơn. Như ơi mà mình lịch sự mình đâu có dám gọi. Nhắn mà người ta không trả lời mình phải có cái lòng tự trọng hay là mình... Thì mình Leon phải... cũng nói y bon vậy đó, bị quê xong. Chứ. Nhưng mà cho tôi nói được không? Ừ. Không thiệt. Không, thì không. Mình phải nói, mình phải phân biệt cho người, giống như là cho những người mà trước đây chưa hiểu người ta hiểu. Theo em đề nghị, tại vì nếu mà mình kể ra những cái câu chuyện này tối nay chắc bị đập loạt giường. Nhưng mà theo em đề nghị, thí dụ Hoàng Anh với người thứ ba có vấn đề gì, nó đâu có dạy gì, nó lên, tại sao nó không trốn mà nó đưa lên Facebook để nó để cho giống như phơi bài ra, bài để cho nhiều người xảy ra. Mình bây giờ mình phải nói từ từ để cho cộng đồng người ta hiểu là Hoàng Anh á, thức đầu á Nga rất là ghét Hoàng Anh, thật sự Nga rất là thương Như, tại vì Nga giận Hoàng đi, Anh nó đi không nói mà những lại. Bỏ con lại mà những cái clip tụi mà này chưa bao giờ ủng những, hộ nè, những cái clip mà Như nó khóc lóc nó gửi cho Hoàng Anh, nó năn nỉ Hoàng Anh lại đưa lên trên mạng, lại đưa cho bạn bè để bạn bè đưa lên mạng, cái đó là giống không như hay. Là một cái như, một trò cái, chơi như, một cái trò chơi sỉ nhục Như vậy đó. Nga rất là căm ghét, Nga ghét Như, Nga ghét Hoàng Anh, cái khoảnh khắc đó Nga ghét cực kỳ luôn. Tụi này cũng vậy, ai cũng giận Hoàng Anh đó, tại vì Hoàng Anh chơi như vậy là nó không có đàng hoàng. Mình là vợ chồng, nếu mà mình, nhưng mà lúc đó Như cũng nóng lòng quá, Như mới đưa lên bóc phốt thì cái đó nó vội vã rồi. Nhưng mà sau đó thì Như bóc phốt thì có Nga không bao giờ Nga coi livestream của Như nha, tại vì á tánh Nga không bao giờ Nga để ý cái chuyện thiên hạ, Nga chỉ gặp là Nga khuyên thôi, còn người ta livestream nào. Nhưng mà chỉ đến một cái livestream mà Nga chấp nhận và Nga khuyên Như ngưng luôn, là bắt đầu có một cái livestream mà ba Như lên nói rồi, xong đúng Như rồi. Kiếm được một cái cô mà làm ở trong văn phòng thư ký giấy tờ thư ký trong văn phòng luật sư á, thì tôi là rất là happy. Nga happy cực kỳ luôn. Nga nói Như ơi thôi là mày may mắn rồi, thuộc khoa thì nó nói tào lao nhiều quá, thôi mình ngưng đi. Ba em lên nói là em đã có điểm rồi, khán giả người ta thương em rồi, thêm cái cô luật sư đó không biết phải luật sư không, cổ lên cổ nói, cổ nói như vậy, hỏi Như từ ngày cái cô lên nói như vậy á, người ta có đến giao pizza đồ bậy bạ nhà em, nó nói không không thì em ngưng đi, người ta đã cứu em rồi, người ta lên người ta nói quá chuyện quá hay luôn, chặt chẽ. Lần đầu tiên chị coi cái live stream đó và chị chấp nhận và đã, coi như là em đã có may mắn là xung quanh em có người hỗ trợ, có người hỗ trợ rồi. Em ngưng đi, bây giờ em đang được khán giả thương yêu binh vực, là tại vì á em bị Hoàng Anh bỏ này nọ bỏ rơi, thì bây giờ đang được thương, thay vì bây giờ em live stream em chửi hay là em này nọ thì em bán hàng đi, em buôn bán hoặc là em lên status em viết cái gì nhẹ nhàng về mẹ con em thôi. Bây giờ người ta không thương mình, người ta bỏ mình, bây giờ bằng cách nào người ta cũng ra đi thôi. Em đừng có mà cái kiểu đàn bà họ bị cái kiểu đó, họ uẩn, họ tức tối lắm quý vị. Không phải, nhưng mà tại vì Như là Như bị cái này nè, Như biết bị gì không? Tại vì bình thường á, nếu mà chơi chung với Như là mình cũng hiểu được, giống như là ồ dạ xong rồi qua một cái người khác là nó thành một cái câu chuyện khác. Cho nên em bị cái này là Như em bị cái những cái hoàn cảnh chung quanh, những cái người chung quanh xách động em. Giống như từ đầu anh Andy đã nói em phải làm sao, em phải làm sao, thôi bỏ đi kiếm tiền để nuôi con, qua đây cần giúp gì, cần làm gì anh sẽ giúp hết mình. Thì giống như sau này nó lên nó chửi tôi á, là tại sao mới đầu nó giúp không giúp. Thôi bây giờ thật sự bây giờ ông nội Andy cũng không dám nhào vô giúp. Đây. Tự nhiên bây giờ em cứ lên livestream em chửi hết người này chửi người kia, em lo những người bên gia đình Hoàng Anh, dù gì cũng một ngày cũng gọi cha gọi mẹ, cũng lo người đúng ta rồi. Lên chửi người ta. Cái mà Leon nói rằng đó là Như ơi, đây là Leon có nói với Như luôn chứ không phải là báo chí, cái này báo chí bốc lên là Leon cũng có nói với Như ơi. Anh nghĩ là Hoàng Anh nó chắc cũng không phải là xấu hết đâu, tại vì em
đúng không? Đã một lần kêu là ông xã, kêu là chồng, kêu là ba của Nu, nghĩa là Hoàng Anh cũng không đến hoàn toàn xấu hết. Thôi suy nghĩ kỹ lại, cái đó là cái lời Lê Ân có nói thật. Và cái thứ hai, đúng từ đầu đến đuôi ba đứa này không ủng hộ Hoàng Anh về mọi cái mặt, là bỏ đi, không báo cho gia đình thứ nhất. Cái thứ hai là lúc nào cũng Như kích thích bản thân Như. Quay, lúc nào cũng kích thích, lúc nào cũng bốc phốt bên phía của Như để gây sự, để gây cho Như thêm phiền phức, nhức đầu, không có thời gian nuôi con, không có thời gian để suy nghĩ đến tương lai. Cái đó là Leon cũng không đồng ý. Và cái thứ ba là bốc phốt, làm cho ba của Như cũng như gia đình của bên Như bị phân tâm, không có được trọn vẹn với vui vẻ với gia đình hay là với con cháu. Cái đó là cái mà Leon không đồng ý bên Hoàng Anh. Và Leon, nếu có nhiều người hỏi tại sao Leon với Nga hay là Andy không gọi nói thẳng với Hoàng Anh, tụi này có nhắn, giống như Thúy Nga mới vào có nhắn không trả lời, Leon cũng nhắn không trả lời. Và có lần Leon và Andy và Thúy Nga comment trên cái fan, trên cái page của Như Quỳnh và bị chửi như thế nào? Bạn của Như toàn là dân vô học, đúng không? Toàn là một dân thiếu học, dân vô học là ai? Là bên nhóm của Hoàng Anh. Thì tụi này cũng, đúng rồi, tụi này cũng hiểu được, nhưng mà tụi này đến cuối cùng vẫn là muốn tốt cho bé Nu, chứ không phải là muốn bóc phốt hay là không muốn nói, cũng muốn nói xấu ai. Muốn là muốn như vậy. Không bao giờ mà Leon 100% tán thành những gì Hoàng Anh đã làm và hiện tại đang làm nha cả nhà. Thật sự á, Như biết không, thật sự á, chị không bao giờ chị muốn đưa cái livestream này lên đó Như. Chị không bao giờ chị muốn, tại chị không có cái tính nói chuyện của thiên hạ. Chị có giúp ai chị đứng thì nói phía sau thôi. Chị đã giúp em chứ không phải không giúp em. Mà em biết không, khi mà cái cô gì đó văn phòng luật sư gì đó giúp Đấy em như vậy là quá hay. Thứ nó quá hay luôn. Rất là thích cổ luôn. Lên cổ nói đâu thấy mà em mình đã có người binh rồi. Ừ, thì chị đã nói là thôi không còn em, ngưng, em ngưng livestream đi. Thay vì em rồi livestream ba em bán hàng. Thì Như ok, xong bữa sau Như vẫn tiếp tục với Khoa kéo nhau lên chửi. Bây giờ chị hỏi em nè, Hoàng Anh có tốt hay không? Rất là tốt. Ngay những ngày đầu em chính miệng em là cái người khen Hoàng Anh. Em khen, em nói Hoàng Anh được lắm chị Thúy Nga. Ở nhà lo cho con, chăm con, rồi làm bao nhiêu tiền cũng đưa cho em để em trang trải, trả tiền nhà, nuôi con. Như vậy là Hoàng Anh rất tốt, chứ đâu phải Hoàng Anh không tốt. Nếu mà Hoàng Anh qua, nó là một người nghệ sĩ nổi tiếng, nó đẹp trai mà. Nó sẽ không đi bán buôn, nó sẽ không lăn xả để lo cho em. Mà nó... Nói nữa được không? Giơ tay. Không. Không phải, cái này thật sự Andy là người cả nhà nếu mà đã theo dõi livestream Andy là biết Andy cái tánh Andy rất là thẳng, thấy sao nói vậy, cái nào đúng nói đúng, cái nào sai nói sai, cho nên có nhiều người ghét Andy, Andy chịu. Chính mắt Andy là người thấy Hoàng Anh, Andy không có bên Hoàng Anh nha. Hoàng Anh không biết cả nhà có nhớ không, lúc mà mổ cái chân Andy thấy cái chân đi cà thọt vậy này, mà vẫn ngồi bán hàng, mà vẫn đi vô đi lấy hàng. Bán đồ online, Andy thấy mà Andy ngồi trong xe, Andy thấy Andy rất là xót. Thật ra đó, những cái đó đó mình phải thương chồng của mình, và chính người, những người bạn chung quanh của em đưa những cái dạch mặt lên là hại bạn của em nè, nói những cái sai mà nhiều khi mấy người nói quá, mấy người không biết sai chỗ nào. Mấy người nói là từ lúc qua Mỹ tới giờ không có làm gì, không có làm gì không để làm nuôi con đâu, không làm gì khai thế. Làm lắm của chị. Ủa chị cho đi hỏi, nếu không làm gì thì tiền đâu phụ tụi em để trả tiền nhà? Như đâu phải là người làm có tiền đúng không? Tại vì Như nhiều khi mấy em đâu. Nói mà mấy em hăng sai quá, mấy em nói mà dẫn dắt nó không có hợp tình hợp lý. Andy không có binh Hoàng Anh, chính mắt Andy thấy Hoàng Anh lúc đó cái chân mới mổ hay gì đi cà thọt vô lấy đồ để bán đồ livestream. Andy không có binh, những cái nào Andy thấy đúng là Andy nói đúng, còn cái nào sai là Andy nói sai. Hoàng Anh nó vẫn lo cho con, nó vẫn lo cho em, chứng tỏ là Hoàng Anh nó là người tốt chứ không phải là người xấu. Thì Leon cũng nói với Như, nhưng mà tại vì á, Như biết không, Như yêu Hoàng Anh quá, Như bị ghen nhiều cái lên tinh đó. Bây giờ đây nè, rồi sau này á, cái Như á, cái Khoa có lên á, không có trả tiền nuôi con á, trời ơi, ngày nào cũng lên chửi người ta, lôi cha mẹ người ta luôn, bà tổ tiên ta ra chửi cô đó, nó buôn bán cái gì Như, tiền đâu nó trả tiền nuôi con cho em, mà em nói là bây giờ nó không có trả tiền nuôi con, rồi em dìm người ta mà tới tận xương thủy kiểu đó. Nếu mà mình có tình có nghĩa là mình lúc cứ mà tận lúc tận. Mà kêu ba lên là kêu ngưng, ngưng qua là lúc rồi. Mà Như chạy qua đây mà hỏi Leon, anh Leon có xem cái livestream đó không, và ba của em nói có đúng hay không, lúc đó Leon đã nói 99% rất là hay, ngưng đi hay. Như và bây ngưng giờ đi. Vì cái lượng fan mà mọi người đang thương em,
tập trung vô, qua đây Andy chỉ cho em bán. Và nhớ bán. Nhớ lúc đó còn nói là bây giờ tướng của em ốm đẹp, bán thuốc đây đi là hoàn toàn ủng hộ 100%. Cái đó là ý của tụi Leon, là muốn giúp em chứ không phải đưa tiền cho em hay là dắt bé Nu đi ăn đi uống, rồi cái đó mới gọi là thương. Cái đó là Leon muốn cái nào mình nói đúng, mình nói đúng, mình không thêm bớt. Nghe thương Như lúc đầu á, Nga rất giận Hoàng Anh, nhưng mà sau càng ngày á thấy Như chửi Hoàng Anh và cứ đưa những cái người khác để chửi, Nga thấy rất là tội Hoàng Anh. Thực sự á, cái nghệ sĩ tụi Nga bị cái gì nè, lấy một cái người thường á, khi mà chia tay á mà gặp cái người á mà họ quá ghen quá, là họ phấn khích quá, là họ bằng mọi cách họ chà đạp cho cái người nghệ sĩ nghề, đó, cái nghề của mình bị coi như tan tành, giống như là giờ Như đang muốn cho là Như muốn cho Hoàng Anh nó tan tành luôn, nó không muốn làm như chưa nghề. Chắc Như mà Như ơi, quý vị nếu mà coi livestream này quý vị sẽ biết cái luật pháp hôn nhân ở Mỹ với luật pháp hôn nhân ở Việt Nam nó khác nhau lắm. Tại vì khi mà ở Việt Nam ly dị thì không biết đàn ông có phải trả tiền nuôi con không, chứ ở đây đàn ông mà đã dính một đứa con nó sẽ còn khổ cho tới nó phải trả tiền nuôi con cho tới 5 đứa con 18 tuổi quý vị. Bây giờ thằng Hoàng không Anh không, Hoàng Anh có trốn đi đằng nào á, sở xã hội cũng đi tìm Hoàng Anh à. Và Hoàng Anh mà không trả tiền nuôi con là tiền nó sẽ phạt cộng rồi tiền lời rồi này nọ. Rồi mai mốt đi ra tới sân bay nó rút cái passport, nó rút cái thẻ xanh. Không bao giờ. Bao nhiêu người ở đây, nghệ sĩ nhiều người bị lắm quý vị, chứ không phải là Hoàng Anh bây giờ Hoàng Anh chưa có hiểu luật, Hoàng Anh đang nghĩ đi một cái bí Hoàng mật Anh, như vậy là Hoàng rất là nguy hiểm Anh luôn. Hoàng Anh dở lắm, thật sự á, Hoàng Anh muốn gì Hoàng Anh phải nói chuyện với vợ ngọt nhạt với nhau, chia tay mà phải đẹp, mình phải lịch sự với nhau, chứ không phải là cái kiểu Hoàng Anh đi như vậy là Hoàng Anh cũng sai nữa. Không, mà Như nói nữa được không? Nói đi thì đó, nhưng mà cái này mình phải nói cái khúc, tại vì có nhiều người bên Việt Nam không có hiểu. Người chết, ta cứ tưởng là Như khổ, là chết Hoàng Anh là giống như là không nuôi con, nhưng mà như vậy hai nó bị cái lệnh là phải cách xa nhau thì sao nuôi con được? Không phải, nó không lệnh cách xa nhau. Không cần, nhưng mà cái chuyện trai sức bọt là thằng Hoàng Anh nó phải trả thôi. Phải trả tiền nuôi con. Nó không có thăm nhau á, hiểu không? Tại không phải cái đó là để Leon nói, cái đó là cũng là tội cho Như, là đúng cái này là Leon chứng kiến 100% là Như có đến tìm Leon. Lúc đó là Leon cũng rất là giận, mà ước gì Leon gặp Hoàng Anh lúc đó, và Hoàng Anh không có trả lời cũng không có nhắn. Là ngay ngày Thanksgiving Leon chở bé Nu đi tìm cha, cái cảm giác nó rất là khó chịu, bởi vì Leon cũng đã từng trải qua cái cảnh đó. Khi mà bé Như gọi chạy tới nhà Leon và nói rằng Nu không ra gặp cha, Như Hoàng Anh không chịu ra gặp con mà gửi một cái người nào đó ra chụp hình để rình Leon thấy là rất là bức xúc, rất là giận. Bởi vì tại vì Leon không có thân, nói là ồ sao tụi này không gọi, không nhắn nói chuyện với Hoàng Anh. Có, nhưng mà khi mà người ta đã không thèm nói chuyện tới mình, với cái trách nhiệm của Leon Nga hay là Andy cũng quê chứ cả nhà, hiểu không? Nhưng mà Leon lúc đó rất là buồn, là tại vì Leon bức xúc một cái là vậy. Leon nói là sớm muộn nó đi là như vậy. Lúc đó là chính đúng Leon có nói một cái câu, nó đã lấy được những gì nó cần lấy rồi, nó còn ở là nó còn veo vẻn hả, cái gì mà gia giảng gì đó, giống như vòng gia giảng hả? Giống như ý của Leon là như vậy. Thì Leon nghĩ là Leon biết được ngày đó là như vậy, chứ không phải là Leon tố ý nói là Như nấu cơm không xong, nấu cháo không xong, nấu canh không xong, do đó chồng đi là cuộc cái chắc, cái đó là chuyện của người ta, Leon không có xía vô. Nếu mà cái những gì mà báo chí ghi hay là những gì mà những người đọc, mọi người đang đọc và nghĩ Leon là nói như vậy thì cái đó là không đúng. Leon xin lỗi, và Leon 100% có ông bà làm chứng, Leon không bao giờ có ý vô nói lai vãng. Lai vãng mà trong cái câu chuyện này thì thực sự ngay từ xưa là Nga đã nói Như rồi. Nga nói Như ơi, em lấy chúng lãng một người chồng nó đẹp trai. Chưa chắc nha. Đẹp trai mà em phải tập cái cảnh là sống mắt nhắm mắt mở đi. Nó đưa tiền về cho mình là được rồi. Bây giờ ví dụ như cái bạn Thắm BB mời show thì Hoàng Anh nó vẫn có tiền, mà nó vẫn có cachet, mà cái người quay phim cho cái clip những cái Hoàng Anh chương trình đó là cũng là chồng cái chồng của cô đó quay, thì hỏi em á, người ta làm sao người ta có thể ngoại tình quen với nhau, mà em bị cái dạng em ghen quá, em ức chế cái tưởng tượng quá, cứ vô Facebook người ta những cái tác động xung quanh. Nó làm cho Như bị cảm giác là có thật không có đâu. Không thiệt. Hoàng Anh mà nó ví dụ nó có quen cái người đó đi chăng nữa, nó phải khôn khéo với cái người kia, phải khôn khéo chứ sao mà lòng lòng
Thật ra mình phải giống như vậy nè, mình phải bình tâm. Bây giờ Andy nói xong rồi cả nhà bình tâm, cả nhà khoan hãy phán xét, bình tâm mà suy nghĩ. Giống như Andy đi, quen với một người rất là nổi tiếng ví dụ, thì khi mà Andy đi ra sân bay hay là gì, Andy cũng phải, cũng như là mình không muốn cho người ta biết, hay là đến nỗi mà lén lén lúc đến nỗi mà Facebook không có kết nối với nhau luôn, không có muốn biết cho người ta là mình là kết nối với người đó, hay là không có bỏ lên Facebook để comment những cái gì hay là những cái lời nói yêu đương. Tại chính em là người rước những cái cục tức vô. Anh đã nói em ngay từ đầu, anh đã nói ngay từ đầu cái chuyện mà em phải làm bây giờ là phải sửa soạn cho thật đẹp, phải cho thật ốm, phải cho thật vui vẻ, và làm những cái gì mình nên làm, những cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi. Em cứ núp núp ló ló, em làm những cái Facebook giả, em làm cái này cái kia, hay là em cứ dẫn dắt những người kia đi vô cái Facebook chụp gửi, rồi chính mình là người mang cái cục tức vô cho mình. Thì bây giờ em ngồi em bình tâm, em suy nghĩ lại, nếu mà thật sự có chuyện gì, anh không có bên ai hết, nhưng mà chính anh là người trong cuộc, là những cái chuyện đã xảy ra với anh. Nếu anh là có cái chuyện đó, anh đâu có dạy gì anh up lên Facebook để cho người ta biết, anh đâu có dạy gì mà nói những cái lời yêu thương để cho người ta biết. Nếu mà những người trong nghề nhìn là thấy cái hướng người ta đi liền, chính em là người muốn quảng cáo quảng bá cho những người đó để được nhiều người view, nhìn ra được là họ muốn em, muốn bạn em, và em đưa tên tuổi họ lên. Tại vì biết được cái tánh của em cho nên người ta sẽ xài cái chiêu đó, là chính em là người quảng bá cho người ta, cho những người fan đi vô kiếm cái Facebook người đó, đi vô coi những cái clip người đó. Thật ra là họ không là cái gì mà tụng tại vì em và bạn em. Nha nói chứ vừa rồi á, khi mà Nha viết cái status gì đó, cái cô bạn gì của Như á lên chửi Nha một cái status mà Nha không có đọc. Nhưng mà tại vì cổ không hiểu, cổ nghĩ là Nga đang chửi cổ, không, Nga không có chửi cổ. Ngay từ đầu là Nga đã khen cái cô luật sư đó, Nga nói là Như mày có cô cái đó là chửi hả? Lên status chửi tôi quá trời luôn, mà nói mà tôi cũng không đá động gì, nói chung tôi cũng không đọc, tại vì những cái gì mà tôi thấy nó không đúng về mình á, ngay cả những comment mà anti fan rồi vô chửi Nga không bao giờ Nga đọc. Tại vì á, Nga không, Nga thấy là mình đâu có cái vấn đề gì mà ở trong đó đâu mà mình phải muộn phiền làm cái gì để cho nặng đầu. Thì á, cái cô bạn mà giờ chơi thân Như chưa chắc là chơi thân với Nga với lại tụi Leon bằng Như hồi trước còn chơi thân hơn nữa, tại vì mới đầu biết thôi, cô chưa có hiểu Như bằng tụi Nga đâu, Nga hiểu Như nhiều hơn rất là nhiều, nên là chửi oan, nói chung là mình bị oan ức nhưng mà mình không có minh oan. Thật sự là nói nặng nói nhẹ, nói trong nói ngoài nói hết rồi, nhưng mà thật sự Như không nghe, mà Như bị cái là Như nói hai lời á, Như qua bên này khoa cái Như nói chọn kiểu cái không phải nè như... đây nè, nói hôm nay nói không phải Như bước qua nhà Leon với Andy với Nga đây mà không nói về Nguyên Khoa nha, có nói về Nguyên Khoa nhưng mà Nga không nói ra, nhưng mà khi á Như về với Nguyên Khoa Như lại nói một cái nói chuyện khác để cho tất cả đều hiềm khích nhau, và cuối cùng thằng Khoa nó tức quá thì nó mới lên, nó mới quạo như đúng vậy. Rồi, chứng tỏ là Như phải nói như thế nào. Rồi sẵn Nga nói cái đó thì Leon nhớ ra luôn. Là ok, lúc mà nói về Như, lúc đó Như chạy nó qua nhà, lúc đó Như chạy qua nhà của Leon và nói là anh trai ơi, còn thức không em chạy qua nha. Thì lúc đó là Như qua để nó hỏi về cái livestream, là lúc đó ba của Như lên rồi mọi người thấy sao. Thì trong đây có Leon, có đó. Leon, có Ai Andy, thèn. Có Thúy Nga và có luôn cả Ngọc Ánh Kim và Mimi Wong. Thì mấy người mới nói là rất là hay rồi, nhưng ba nói ít mà rất là xúc tích. Thôi bây giờ ngưng đi, đừng, đây là nguyên văn Leon nói nha, chứ Leon không có bao giờ mà bỏ thêm vô. Leon nói ngưng đi, đừng có đưa Facebook cho người ta mượn chửi người này người kia nữa. Nè, qua đây nhờ Andy lấy hàng quá chỉ cho bán online để nuôi con, hay là nhờ ba giúp phụ giúp, cần giúp gì qua cho qua Andy. Nhưng cái này là Leon nói một lần nữa, Leon nói đừng cho người ta mượn Facebook lên chửi bậy chửi bạ nữa, bởi vì đây bây giờ đang được yêu thương. Cái đó là Leon nói, chứ Leon không có phải là muốn chia rẽ, và Leon cũng không có ghét bỏ về em, bởi vì nếu mà Leon ghét bỏ thì không bao giờ có cái vấn đề mà Như là người chạy qua anh trai ơi còn thức không, hình như 4 lần Nguyên Khoa vừa bị người ta thọt rớt Facebook, anh Leon ơi giúp giùm, anh có cách nào hay không. Leon là người chỉ cho Nguyên Khoa lấy lại cái Facebook, và 8 lần đều bị thọt rớt 8 lần. Ủa này phải số 8 nha,
8 lần. Không phải là tại vì nhưng mà cái đó là record, không rồi. Không cái đó thì Leon không biết, nhưng mà thật ra nếu mà Leon ghét Khoa, Leon hận Khoa hay Leon thọt cho Khoa thì Leon sẽ không chỉ cho Như cái cách để lấy lại cái Facebook hay lập một cái Facebook mới hay là bằng cách nào, bởi vì Leon đã có một lần Leon đã nói là hồi đó có một người em đứng ra bán vé cho Leon ở Việt Nam cũng bị cái Facebook giống như Khoa, do đó Leon biết cách và Leon chỉ cho Như. Leon không biết Như có về kể là giúp cho Khoa là Như nhờ như vậy hay không, hay là chỉ nói xấu về Leon với Khoa cho đó nên Khoa mới lên mạng chửi Leon như vậy. Cái đó là Leon rất là buồn. Nhưng 3 lần là Leon là người giúp Như giải quyết cái vấn đề mất cái Facebook của Nguyên Khoa, và 2 lần là Leon ngồi bị Như cho leo cây là ngồi chờ để giúp Như trong cái việc YouTube với Nguyên Khoa nha. Chứ Leon không có ích kỷ mà không có xấu như một cái thằng kêu là một thằng anh hùng núp lùm hay là một cái thằng bóng núp lùm. Và đây Như biết không, những cái chuyện mà Như lên Như làm Hoàng Anh như vậy á, thật sự Hoàng Anh bây giờ nó có muốn kiếm tiền nuôi con nó cũng đâu có khả năng đâu. Em chửi như vậy bây giờ ai mà ủng hộ nó nữa, mà bây giờ em cái than đó là không có trả tiền nuôi con, em chửi nó mỗi ngày như vậy thì làm sao mãi được. Em thì em không chửi, em nhờ người ta chửi. Em đâu biết. Mà xong cái xong ngày thì xưa giờ là vậy đó, em đâu không biết đâu. Giống như chuyện mà chửi Leon quá trời, cái Leon xong. Leon cũng thấy em út thì mình nhắn qua ngày sau Leon nhắn. Nhắc cái vụ này tôi mới nói tôi tức con Như cái vụ này đây nè. Xong cái Leon nhắn thì nói là anh trai ơi, lúc mà chửi anh thì không biết, cái em Leon mới hỏi ủa đây, cái Leon mới nói rồi ngày hôm sau mày vẫn để cái livestream đó, nếu mà về mặt mũi của anh mày phải nên lấy xuống. Và từ đó Leon lại được một cái câu nhục mạ nữa là mày cái thằng bóng già, mày muốn chia rẽ tao với con Như hả? Quý vị thấy là cái này là ai? Cái này là đâu phải Leon. Leon chỉ nói Như là người nhắn cho Leon và Leon hỏi nếu mà em xin đứng ngoài chuyện giữa anh với Khoa, thì Leon mới nói nhưng mà cái Facebook này của em, nếu mà em thương hay là nể trọng tụi anh thì em không để cái livestream đó trên cái face của em. Em mà hiểu biết. Nhưng mà vẫn không lấy xuống. Nhưng mà vẫn không lấy xuống, nhưng mà không biết nói cái không gì có được. Tại vì nó không thể nào, tại vì bây giờ nó không mấy là thằng kia không có đưa tiền. Đồ thì khoan, thì đó. Thì Leon không biết chuyện gì xảy ra khi mà Leon nói như vậy. Thì Leon không biết chuyện gì xảy ra khi mà Leon nói với Như như vậy rất là đàng hoàng. Thì tối hôm đó đang đi với gia đình ở Vegas thì Leon nhận được những cái cú chửi nhục mạ vô cùng không, luôn. Thì đây nè, cái livestream đó của Như là Khoa nó chửi Leon rồi, Nga cũng không coi. Mà Nga không hề biết gì luôn ha. Sáng hôm sau chỉ nhắn một tin bằng Nga, là Như nhắn tin là tôi có làm gì phiền bà không mà sao có làm gì cho bà phiền lòng mà sao bà đòi tố cáo tôi chuyện gì, mà Nga không hề biết chuyện gì luôn nha. Nó nói ủa gì làm sao, cái Nga mới quay và nó hỏi Leon, thì Leon mới nói hôm qua Khoa nó lên nó chửi tôi với bà này nọ đó. Thì lúc đó Nga mới vô, Nga coi Nga biết Như rất là đâm ban, quý vị, Nga không hề biết mà Như là cái người để cho người ta chửi tụi Nga, mà cuối cùng Như quay ngược lại Facebook hỏi ngược lại tôi có làm gì bà buồn mà bà sao bà đòi tố cáo Nga, không chỉ không có tố cáo. Nếu mà giả dụ như tháo cái livestream đó xuống, Như hiểu chuyện á thì là nên tháo cái livestream đó xuống, đúng rồi, là Như đừng để cho Đức Tiến và những người khác share ra. Mà Như chỉ còn sorry mọi người, thôi cái bữa đó cũng cao hứng hơi bức xúc. Như giống như là Như không biết chuyện gì luôn nhưng á. Mà không nha, Nga không biết cái này là Như giả điên hay là nhưng mà đừng nói Như không biết nha, cái vụ đừng nói Như không biết nha, cái vụ mà báo chí nguyên buổi sáng, tại vì Việt Nam họ có tờ báo trước Leon. Khi sáng Như ở chỗ làm ở đâu Leon biết nhắn tin cho Leon vụ cái vụ báo chí, Leon với Như nói chuyện rất là nhiều, đã tưởng là anh em đã hiểu hết rồi, để tối Leon bị chửi đó. Thì đó mà em quý vị biết không đâu. Cái hôm mà cái livestream chỗ đó đó mọi người biết không, có những cái người họ ngồi đó bạn bè của tụi Nga, họ ngồi trong cái chỗ đó, họ nói là họ có quay cái khoảnh khắc đó, thì thật sự á là Như phải đốc người ta nha, là phải người kể ta đầu đuôi, phải Như phải có đốc người ta thì Khoa nó mới lên nó chửi Leon cỡ mạnh đó là có nha, có sự chỉ đạo của Như, chứ không phải là Như nói là Như không biết gì. Như không đơn giản như là tụi chị nghĩ đâu. Lúc đầu thì tụi chị nghĩ Như rất đơn giản, mà thực ra Như đơn giản, Như mượn tất cả mọi người để làm cho Như, Như tin không? Đừng có nghĩ là Khoa lợi dụng, không, Khoa Như đang mượn gì luật sư để giúp cho Như, để hỗ trợ làm sao Như phải làm cho cái đời của Hoàng Anh nó tà
tàn phai, nhưng mà Như yên tâm đi, Như đừng có làm như vậy. Không cần làm. Luật pháp, làm. Nước Mỹ rất là rõ ràng, khi mà Hoàng Anh chia tay rồi Hoàng Anh có tài sản, tất cả tài sản của Hoàng Anh cũng phải đưa cho Như để quá Như lo cho con. Tại vì Như quen ngù quán quá mà đến ngày nay nó hỡi ôi như vậy. Mà khi mà Như nói tôi biết lỗi tôi rồi, tôi biết lỗi bà Nga ơi, mà giờ chuyện nó xong rồi, giờ đâu có cứu gì được nữa. Mà Như vẫn còn sân si, Như vẫn còn đau đớn. Đừng đau nữa em, buông hết đi. Đó, đời, nói câu đó. Đời chị nó còn khổ gấp ngàn lần em đây, mà chị giờ vẫn vui vẻ, chị vẫn nuôi con nè. Chị là còn mất hết, chị không có một cái gì luôn. Người ta mang tiếng là chồng chị mà chị còn không được sống một ngày nữa. Em còn được ngủ ăn ở đó để mà hả người ta lo nuôi cho con em. Năm trời. Còn chị là một tay chị lo hết. Chị còn bi đát hơn em nhiều mà chị vẫn vượt qua. Mà tại sao những cái như vậy em không vượt qua được? Mà em cứ phải mượn người này người kia để em chửi Hoàng Anh. Tội nó là nghệ sĩ em. Em phải cho nó một con đường để sống chứ đâu phải em đi lên mà. Em cứ kiếm người này, cứ luật pháp ở đây lo hết. Hoàng Anh không trả tiền nuôi con là người ta tự động ta rút thẻ xanh Hoàng Anh rồi. Rồi em cũng khỏi cần report. Em có khỏi cần report nhớ cái luật pháp Mỹ rất là rõ ràng. Cái đứa con chào đời là Hoàng Anh nó đã mắc dính rồi. Dính cho đến quý vị biết không? Khi mà người đàn ông á mà người ta qua Mỹ này á, với người tất cả những cái cặp ở đây cũng ly dị nhiều lắm chứ không phải là một mình Hoàng Anh với Như đâu quý vị. 80-90% ở đây ly dị nhiều lắm. Nhưng mà người ta cũng biết cách thu vén nhẹ nhàng. Còn Như đau đớn quá, Như cào cấu quá, Như đưa hết tất cả, Như tố cáo cả cái cuộc đời của Hoàng Anh lên chi vậy. Biết đâu Như cứ bình thường đi, nó đến một ngày nó sẽ nuôi con, nó sẽ thăm Như một cách bình thường. Như không được Hoàng Anh thì Như sẽ có người khác. Như đã xác định ngay từ đầu là Như đến Hoàng Anh được ngày nào vui ngày đó. Ngay từ đầu là tất cả mọi người đều xác định là không được lấy Hoàng Anh nha Như. Khổ lắm, mày không có xứng đâu. Hai đứa nó giống như hai cái đôi đũa, nói đôi đũa lệch. À, giống như một cái đôi đũa lệch gì đó. Nó không có vô đâu đâu trơn. Mà đã vậy tính Như thì tồ tồ, không biết sửa soạn nữa. Ôi, nói rồi, nó đó, nó rất là ấy, khổ lắm. Ngay từ đầu đã nói, bây giờ Như đã xác định như gì thì bây giờ Như đừng có đau đớn. Như không có có gì phải chơi, đau có khổ. Sức chịu, mình có sức chơi, mình có sức chịu. Trời ơi, Nga rất là thương Như, thương lắm Như. Cái ngày đầu, ngay mấy ngày mà bà bị ông Hoàng Anh bỏ đi á, tôi rất là thương, nhìn bà sắp bất sang ba mà mặt mày xanh xao mà người ốm nhách rồi. Chạy tới đây. Là tôi phải tự động tôi đi tìm Hoàng Anh cho Như liền, mà Hoàng Anh nó không có kết nối. Khổ thân là Hoàng Anh nó cũng đã giống như là không lòng. Không, Leon nhắn liền ngay lúc đó, cả mấy tháng sau nó mới trả lời lại mà giống như nó coi mà không Hoàng có gì. Anh ơi, khi mà em coi cái live stream này, em phải... Nếu mà em coi, em phải thương em, con, em thương cho cái tương lai em của em. Em thương cho cái tương lai của em. Em phải gặp Như. Em không được xa lánh. Nó có mấy tháng rồi nha. Thật ra là trên cái giấy như vậy, 6 tháng thôi. Đúng rồi, cái nó vẫn gặp được. Nó chửi quá, do, sao gặp. Do thì sợ là sợ cái gì. Bây giờ em đừng chửi nó nữa, em bình tĩnh lại đi. Rồi một ngày nào đó nó sẽ về, nó lo cho con. Em chửi nó quá. Không, nhiều khi là bạn mà nó là vui. Giống như tôi với má con Chloe vậy đó. Ờ, nó là vui. Chứ em đừng có làm như vậy. Hoàng Anh nó là nghệ sĩ, dù sao em phải cho con người ta một cái con đường sống. Chị đây là nghệ sĩ nè. Ngày xưa mà người ta lấy tiền chị mà chị nói là chị nói để cho người ta biết đừng có bị lừa, mà ta nói tao sẽ cho đời mày chết tàn, mày sẽ luôn. Tàn luôn mày ra cho ra. Đúng là họ chơi chị y chang như vậy, mà chị vẫn cúi đầu chị chấp nhận. Em biết không, chị vẫn cho là thua cuộc để cho họ hỉ hả. Mà tới ngày nay 8-9 năm rồi, không có sao em. Mình vượt qua được hết. Sống hơi khó khăn. Em đừng có mà chấp nhất những cái chuyện phải, như vậy. Tại thật sự á, là tại vì Như là Như bị vậy, nó bị giống như cái những cái tác động xung quanh thôi. Nhưng mà sẵn đây cho Andy nói, những người nói là hiểu lực hay là những người lên livestream chửi cái này kia, để Andy chỉ ra những cái kẽ hở của mấy bạn giặt áo cho người ta xem lưng. Ví dụ đi, mấy bạn làm lớn chuyện, mấy bạn chửi cái này người kia thì biết bao nhiêu người coi livestream. Giống như chính bản thân Andy là một người chủ. Ví dụ đi, mai mốt Như vô, Andy là không dám nhận. Không dám nhận là đó. Là tại vì giống như một người chủ, người ta không có muốn dính líu tới những cái chuyện này. Bảo đảm nếu mà em còn lên em làm lớn chuyện, em làm đùm chứ, sẽ còn dính líu nhiều, rất là nhiều chuyện liên quan tới những cái pháp luật nữa. Chứ không phải mình lên mình la như vậy là hay. Mình chửi người ta, mình đã cái miệng, nhưng mà cái khẩu nghiệp mình không nói. Nhưng mà sau này cái người lãnh là em, nếu mà người hiểu luật ở Mỹ là hiểu Andy đang muốn nói vấn đề gì. Andy nói thiệt, em nằm tối nay em gác tay lên trán để em suy nghĩ là anh muốn nói vấn đề gì. Chứ không phải là mình lên mình chửi cho đã,
mình lên mình lo dòng họ người ta ra, ta chửi những người đã khuất mình cũng chửi. Ví dụ như em biết không, những cái kết cuộc mà gây hấn nhau một cách kinh khủng, nó không có kết quả gì tốt đẹp hết, không có một kết quả gì tốt đẹp hết trơn á. Cái trường hợp của chị nó khác, trường hợp em nó khác, mỗi người một vẻ, nên là cộng đồng đó. Ờ bà không ấy, không, Nga gấp cái chỗ nào Nga chỉ Như chỗ đó, Nga giúp Như, chứ không phải là không tất cả mọi người đều thương Như hết trơn. Mà Như biết không, luật pháp đây Như biết là rất là rõ ràng. Nếu mà cái cô bạn của Như là người luật sư hay gì á, thì cổ cũng, Nga cũng chưa bao giờ mà thấy mà luật sư mà lên Facebook mà chửi người này người kia ầm ĩ. Thì đó cũng chửi Hoàng Anh rồi chửi. Không phải luật sư, giấy tờ thôi. Chỉ lo phần giấy tờ nhưng thôi. Nhưng mà Leon không biết. Nhưng mà hả, lên chửi, thay vì chửi gì giúp cho Như đi. Nếu mà mình cảm thấy mình cần pháp luật rõ lúc ra. Tìm ra mình Hoàng đưa, Anh. Mình đưa pháp luật vô cho. Đưa tìm ra Hoàng Anh để bắt phải đưa tiền hàng tháng. Phải đưa tiền hàng tháng rồi. Hoàng Anh không đưa tiền hàng tháng, Hoàng Anh rất là bế tắc. Ủa nhưng mà nó lên nó nói là không cần tiền, có thằng gì nó nuôi mà. Rồi, có Khoa nuôi hả? Khoa nuôi. Rồi Khoa còn nói, cái này nó còn nói gì nữa nè, còn nói là tội nghiệp người ta, tội nghiệp để người ta nuôi con, hay là tại vì mọi người biết không, bán online hay bán trên mạng cũng là một cái duyên. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Leon cũng xin đính chính một cái là như vậy, ở Mỹ người mẹ độc thân rất là được ưu tiên, và thứ hai đàn bà Mỹ đúng rồi, vậy, rất là được quyền ưu tiên chứ không có khổ giống như mọi người thương tưởng tượng. Người, thứ nhất Nam, mẹ Leon là một người độc thân nuôi 5 đứa con mà vẫn sống cho đến được ngày hôm nay, thì bé Như nhà mình không thể nào mà tệ hơn như vậy đâu, cả nhà hiểu cho Leon nha. Như biết không, cái hình ảnh của Như lúc đầu thì chị thương mà lúc sau chị ghét, là biết Như biết sao, Như giống như cái hình ảnh mà chị bị á. Nó giống như cái người ta là người thường á, người ta muốn vùi dập cho mình đời mình ra tàn ra tro, mà mình phải cúi đầu mình im lặng, mình oan ức 8-9 năm nay mà không bao giờ mình giải thích. Cứ để thời gian từ từ nó sẽ trả lời tại sao mình không chấp nhận cho người ta làm cha đứa bé, hay như thế này. Mình phải lên mình nói để làm gì, để không ai bị gạt nữa, chứ không phải là nói để mình nói. Còn cái trường hợp em á, nó khác chị, mà cộng đồng mạng nó ôi bà nghe, bà không lo cái bà này, bà đi giáo dục. Chính vì chị đã gãy đổ hay là chị đã không được, chị mới muốn cho Như khác. Còn Như bị cuốn theo những cái mà Như đang làm, mà Như cứ cho là đúng nhưng mà hoàn toàn không đúng, nó sai hết rồi. Ngưng đi Như, đừng live stream. Bây giờ em live stream em bán hàng đi, em viết status, em ôm con nè, em đi chơi nè, ok. Em live stream bán hàng ok, em đừng cho người ta mượn cái Facebook em để người ta vô ta chửi rủa nữa. Chị hả, mà chị lên Facebook mà chị viết một cái status như vậy, chị chỉ muốn em ngưng cái live stream của em đi. Chị nói cái live stream của em bây giờ, cái Facebook em như một bãi rác vậy đó. Không có một cái lời lẽ nào mà, quý vị mà lục lại cái live stream của Như đi. Toàn là những lời thô tục, thiếu văn hóa, thiếu văn minh. Mà vợ của một nghệ sĩ ai mà như vậy được. Vợ của Hoàng Anh mà lại để cho một cái người ta mượn cái Facebook mình, người ta lên mà... ta chửi, mà người ta lại nghĩ người ta giúp, không, người ta đang hại em đó. Đúng, người rồi. Ta càng cách xa dần cái tình cảm cha con, và người ta có muốn lo cho con người ta cũng không dám nữa. Tại em từ đầu em giãn lên trơn rồi, làm sao người ta bây giờ phải nè, cho người bây ta giờ là cái... tụi mình cũng sợ rồi nè. Sao vậy? Giống như ba tụi mình là cũng bắt đầu sợ rồi, bị chửi quá rồi. Không, thật sự lúc đầu á, thật sự Andy nói, nếu mà Andy có nói sai nửa lời á là giống như là Andy giống như là làm ăn không có lên. Andy dám nói một lời thề như vậy luôn. Lúc đầu đi chùa về Andy có nói Như ơi, thôi bỏ đi em qua kiếm tiền nuôi con. Đúng những rồi. Cái gì buông đi. Cần giúp buông đi. Những cái gì cần giúp anh giúp, qua đây live stream kiếm cái gì bán hàng, mày cần cái gì tao giúp mày hết. Xong thật sự Andy có nói những cái lời đó. Sao? Dạ anh trai. Xong rồi bây giờ em đùng cái em chửi hết người này kia. Thật sự anh muốn giúp, bây giờ em giúp cách nào? Bây giờ anh tự nhiên anh đưa cái mặt vô, anh đưa mặt vô cho chúng chửi. Không, anh mà giờ Facebook vậy rồi. Dạ. Mà Như á, Như bây giờ gì cảm giác Như bị vậy nè, Như bị ảo tưởng á. Là Như thấy mỗi lần Như viết status like nhiều nè, hoặc là Như live stream á, Như thấy mắc like nhiều, người ta comment như không phải người ta tò mò, ta vô ta coi cuộc đời của Như thôi, chứ không phải cái phần trăm á, cổ vũ Như không có. Thương yêu thật á là phải góp nhau cái lời. Ví như là cái góp nhau cái lời nó quan trọng lắm. Như thật sự á, Thúy Nga mà bị một cái gì á, Nga rất là cần một cái người push cho mình cái lời để cho mình ấy, chứ không phải là người ta đến ta cho mình tiền. Cái là cái đó là cái ơn cái nghĩa, không, tiền là mắc nợ đó. Như đó, chính vì Như mượn tiền của người ta, Như xin đồng tiền của người ta, nhưng mà tiền nó đâu có nuôi suốt đời đâu. Thành nô lệ của Như, cái nô lệ đồng tiền. Rồi bây giờ cái Facebook của Như, người ta làm cha làm mẹ, ta vô tôi quản lý, ta muốn chửi cha mắng mẹ,
mà tôi cảm giác luôn anh mình. Tôi cảm giác Khoa nó vô không phải là nó là Như phải là vợ của Hoàng Anh đó, mà Khoa giống như nó là vợ Hoàng Anh. Nhưng mà cái này cái thật đó. Sự này Như anh nói cho Như biết, Khoa đã đi với Thúy Nga là tám mấy năm trước. Thì đợt trước cũng đó. 8 năm trước là Khoa biết Như cũng thời đó rồi. Mà tại sao thì là Như nó quen dân, Khoa là nhờ là và, mình và đó. Và sau này và khi Khoa đến tìm Như tại nhà của Như công trong cái ngày đó với Hoàng Anh là vì sao? Cũng vì anh em nghệ sĩ với nhau, những cái gì mình muốn tốt đẹp cho nhau chứ không ai muốn cái gì và xấu xa cho nhau hết. Cái đó là Leon muốn khuyên. Do đó Leon cũng muốn một lần nữa tại đây muốn là không ai ganh tị em, không ai muốn đẩy đưa bán rẻ, hay là không ai muốn phá rối cuộc sống của mình. Tụi em tự hiểu được và tự biết được cái nhà mình rác nằm chỗ nào, đừng bao giờ lấy rác bỏ xuống thảm và coi như không có cái chuyện gì xảy ra. Vâng, nếu mà em dỡ thảm lên là nhà mình đều có rác nha em nha. Nhưng mà sau này giống như nó làm, người ta làm những cái việc như vậy á, sau này cái người lãnh hậu quả là em. Lỡ như không. Có chuyện gì em là người lãnh hậu quả chứ. Nhưng cái người nói không có thành vấn đề gì hết. Sau này á, em còn con của em, còn gia đình của em, còn việc làm của em. Anh nói thiệt với em nha, khách anh á, trước đây á, ra tiệm anh 100 người là ủng hộ em hết 99 người. Có chị Châu, Andy xin nhắc tên, chị Châu còn gọi Andy: Andy ơi, chị muốn giúp Như quá, kêu Như lên tiệm chị làm. Chính miệng Andy rồi nói không, khoan chị chờ thời gian để cho nó bình tâm, lúc này nó đang rối lắm, chị đừng có lên lúc này, nhiều khi nó làm không được, mít lòng. Chính chị Châu, rồi sau này có nhiều người lại, nhưng mà sau này cũng chính người đó chở lên tiệm Andy. Thôi bây giờ chị chắc tất chị cả đều quay lưng chị không dám dính vô, thì chị sợ lắm, chị sợ lắm là chính những người bạn của em, chính người những người bạn chung quanh của em tác động hại em. Giống như tụi anh là những người thân từ lúc đầu, từ những cái tháng năm đầu tiên luôn, mà chính tụi anh nè mà còn không có follow cái livestream của em, không bao giờ follow, không bao giờ dám coi kêu, không dám nó kêu qua nhà ăn uống hay là kêu dắt Nu qua nhà, sợ lắm, tại vì sợ dính líu vô được, dính líu người có kia. Có kêu dắt Nu qua, tại nói là vậy cũng thương cháu, thì có vài lần cũng kêu dắt Nu qua chơi, nhưng mà năm lần thì dắt qua được một lần, còn những lần khác là cho tụi này lâu cây, thì cái đó có chứ không phải là Như đừng có tưởng là người ta đang ủng hộ Như, không có đâu, từ từ người ta sẽ quay lưng Như, nếu mà Như cứ tiếp tục như vậy chửi rất là tội nghiệp cho Như luôn, tại vì Như không hiểu biết. Và em đi lấn Leon quá. Và một cái điều nữa là phải cho Hoàng Anh cái chỗ sống nữa Như. Để cho nó không là làm nghề sống. Nữa Như. Thì Leon nói đó, trải thảm đỏ cho người ta cũng giống như cho mình một cái cuộc sống vui vẻ hơn. Mình đã biết có một cái sự chửi. Tất cả mọi người đều thấy cái sự trong trên, ngay cả ba Như rồi, gia đình Như đều thấy cái điều đó. Mà Như biết rồi, Như vui ngày nào hay này đó, hơi vui tới đây rồi, bây giờ mình có đứa con thôi được rồi. Cái duyên nợ nó hết rồi thì thôi, mình đừng có cay cú làm gì. Mà Hoàng Anh nó cái dở là Hoàng Anh đi không nói một lời mà sắp nhưng xếp mà bây giờ còn lại bốc phết là mà Hoàng Anh nó bị cái gì nè, làm khó làm khổ tôi con không cái giờ, cái đó là mình không đồng ý. Tôi rồi không đó. Bao giờ tôi coi Facebook Hoàng Anh nha, nhưng mà tôi thấy mình rồi, Như thôi chứ tôi không có vừa follow. Rồi tôi vô tôi follow á, tôi thấy Hoàng Anh nó cũng quá xàm luôn. Bây giờ nó không phải là nó thả thính ai đâu quý vị, nó đang chọc tức Như đó. Nhưng mà mình là một người nghệ sĩ. Mình là người nghệ sĩ. Nhưng mà nói vậy nè, để nói cho công tâm nha, để nói cho công tâm. Hoàng Anh ơi, con Như một ngày cũng là vợ em và một nửa ngày cũng là mẹ của Nu, đúng không? Là con của là mẹ của con em. Do đó mình làm cái gì mình cũng phải giữ lại cái thể diện cho sau này khi con em nó biết nói, nó biết, nó hiểu được và nó chơi Facebook thì lúc đó em giải thích như thế nào? Em nói tại sao nó, tại sao em chăm chích mẹ nó và tại sao em làm cho mẹ nó khổ? Lúc đó khi mà em đã 40 mấy năm chục tuổi, khi mà về chiều xế chiều cần sự quan tâm của con cái, em giải thích như thế nào với con của mình và em giải thích như thế nào với vợ của mình để mở miệng xin lỗi vợ? Lúc đó anh quá bồng bột, lúc đó anh quá trẻ và quá sung. Cái đó là anh khuyên em thôi. Đây, giống như một người đã có, giống như bạn của Như Lê đã chửi Leon đó, 40 mấy tuổi có tuổi mà không có tên đây, rất là hiểu được cái cảm xúc đó. Vâng, Như yên tâm đi, Như không có thiệt thòi bất cứ điều gì. Và Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh phải coi lại pháp luật nước Mỹ. Hoàng Anh chơi bạn, nhưng mà bạn Hoàng Anh nó chỉ có mượn Hoàng Anh để quay để mà PR cho họ thôi. Họ không có tư vấn cho Hoàng Anh những cái luật pháp của nước Mỹ. Luật pháp nước Mỹ nó khủng khiếp lắm Hoàng Anh, không phải như Việt Nam. Mẹ tao không ở với mày, con mày mày nuôi đi, tao không có đâu Hoàng Anh.
ở đây em không nuôi con đi mà nó lấy hết thẻ xanh em, nó cho rồi em lúc đó rồi em không đi, rồi lúc không... đó kêu ai đi khám DNA mở em miệng ra đó... nói được cái câu đó rất là hay luôn à, kêu con đó... vợ mình đi khám DNA con mình chứ vậy Hoàng Anh, lúc đó em không rời ra được khỏi nước Mỹ, không bước chân ra được khỏi không cái tiêu... rời ra được khỏi nước Mỹ luôn. Em đã trả tiền nuôi con rất là rõ ràng, ở đây rất là rõ ràng, phụ nữ không thiệt thòi, khi phụ nữ ly dị không có gì thiệt thòi hết, nên đừng đau khổ mà lên mà chửi bới người ta gì, phải cho người ta một con đường sống. Không, đừng để lên bóc phốt của vợ mình nữa. Tại vì cái đó dù sao cũng là mẹ của đứa con Hoàng mình. Hoàng Anh nó bóc phốt lúc đầu thôi, lúc sau đâu, bây giờ không rồi. À, chạy xe convertible về yêu thương về đánh rất là, mình đọc mình cũng khó chịu chứ đừng nói như cái đó là tôi công tâm mà. Cái thả thính rất để là khó chịu. Để này một hai ngày nay là tôi mới vừa nhiều lắm. Tôi coi. Chi vậy Hoàng Anh? Hoàng Anh ơi. Em dù sao cũng là một em lớn rồi, em nghệ sĩ mà em cứ lên em thả thính chi vậy, em chọc tức như chi vậy? Em bây giờ em viết cái gì đàng hoàng lớn hết rồi, có con tất rồi. Tất cả đều trưởng thành mà em với 10 năm nữa đi rồi em sẽ biết xấu như với con Hoàng mình. Anh như Hoàng Anh đều trẻ con hết quá, câu chuyện này cực kỳ trẻ con luôn. Nó khi mà Hoàng Anh, khi mà con bé Nu nó bằng tuổi con Cát đó, khi mà bé Nu bằng tuổi bé Cát và biết chơi Facebook và biết chơi YouTube và sẽ hỏi những câu hỏi, lúc đó Hoàng Anh ơi, em sẽ cứng răng nếu mà ra răng thiệt, còn nếu mà răng giả là rớt răng với con mình lúc đó nha. Trời, nó hỏi nhiều câu là cứng họng đó. Lúc đó em, bây giờ thì em đang đắc thắng, bây giờ thì em đang hùng hồ và chọc tức vợ cũ của mình, hay là làm Hoàng cho con Anh, làm cho người ta giờ... khổ, người ta đau để mình sung sướng sau này đi, khi mà xế chiều, khi mà em 40 mấy 50 tuổi, em muốn sự, em muốn đi chơi với con, hay là em muốn sự gần gũi của con, mà nhiều khi con nó mở Facebook hay nó mở YouTube lên và nó coi những cái livestream, những cái bóc phốt của em với mẹ nó, rồi lúc đó em sẽ hiểu được là ý anh Leo nói cái gì. Hoàng Anh, chị nói em nghe nè. Em á, em bây giờ em với Như á, bây giờ Như á, Như đừng livestream nữa. Hoàng Anh cũng bình tĩnh lại, một ngày nó gặp nhau đi, giải quyết vấn đề con một cách nhẹ nhàng ổn thỏa, để cho Hoàng Anh cũng làm được nghề mà Như cũng có người là mặc dù Hoàng Anh không có bên cạnh nhưng mà vẫn chăm con. Chứ Hoàng Anh đừng có giỡn chơi luật pháp nước Mỹ nha Hoàng Anh. Đúng tại rồi, Hoàng ở tù Anh không hay á. Hoàng Anh ở tù không hay đó. Thằng em của Leon bị đó. Ủa là bị sao? Đây nè, để Leon kể bức cho thằng em của lại. Lấy cái, ví dụ cho là Hoàng mẹ Anh hiểu. Ba của cái đứa bé mà qua chơi với Leon, mà Leon chụp hình trên Facebook mấy ngày nay đó mọi người. Là khi em của Leon qua bên New York thì quen được một cái cô này và có và chia tay và không có đứa con, không có dính con, dính bầu gì hết. Ừ. Khi mà em của Leon về lại Hawaii thì cô này nhớ quá bay qua Hawaii thăm, là lúc đó chia tay rồi, chỉ qua thăm chơi bạn bè, và bay về thì cô này có chồng. Và khi có chồng thì phát hiện là có bầu, mà lại không phải là có bầu với chồng của cô này mà bầu với em của Leon. Ủa sao kỳ vậy? Chia tay thì đó, thì cái rắc rối. Và Leon kể cho mọi người nghe thì lúc đó em của Leon đang làm contract với Boeing ở bên Afghanistan, là về lính và làm về sửa máy bay. Và khi khám DNA xong và phát hiện là con của em Leon, và cô này sẽ làm, cô này không cần ai giúp và không cần ai lên Facebook chửi em Leon hết, và chỉ nói một câu: tao sẽ làm cho cuộc sống mày chết dở chết ương, là I will make your life miserable. Và từ đó thì sao, em của Leon không có một ngày được yên. Và em của Leon đã bị mất cái passport mãi cho đến năm nay là gần 12 năm. Nhờ con người vợ, cuối cùng người vợ mà có đứa bé mà Leon đang chụp hình là người con bé đó, Linda, rất là dễ thương. Nhờ người vợ đó đứng ra lo giấy tờ và năn nỉ trò chuyện với người vợ cũ và trả tiền, hoàn tất tiền, child support, tiền nợ, nợ đầu, nợ đuôi, nợ gì không biết. Và cuối cùng và đã hàn gắn lại được, và em của Leon mới vừa lấy là được cái passport đó, và mới bắt đầu. Và cái contract mà làm cho Boeing là bây giờ không còn nữa, và em của Leon đã mất luôn việc làm, mất luôn công ăn việc làm, và bây giờ chỉ còn một cách là ngồi phụ vợ giữa neo. Trời ơi, đánh đổi một cái thẻ xanh á, người đàn ông mà khi qua tiếng nước Mỹ mà đánh đổi một cái thẻ xanh á, mà rồi dính đứa con á, là bi đát lắm quý vị, bi kịch đó. Bi kịch đó. Người đàn ông là bi kịch chứ không phải người đàn bà bi kịch đó quý vị. Mắc nợ đứa con là đúng 18 tuổi là mới dứt cái nợ đời, là phải lo cho đứa trẻ đúng trọn vẹn, mà cái người đàn bà người ta đòi hỏi hay gì là phải ấy. Mà nhất là Hoàng Anh mà có tiền một cái, tài sản Hoàng Anh là thuộc về Như. Nói chung là phụ nữ dịnh hết. Ở dịnh hết à, phụ nữ ở đây á, người ta khi mà người ta có con, người đàn ông người ta có lợi đủ thứ hết trơn á, dính mắc đủ thứ hết trơn á,
không có đơn giản như ở Việt Nam thì Nga không hiểu cái luật là sao, nhưng mà hả là con tao mà tao như tao không thích lo, mày làm gì tao đó, rồi xong đi một mạch ở đây không có gì đâu quý vị, chỉ cần báo lên một cái sở xã hội một cái hả là nó gô cổ lại liền, nó cho USCIS là nơi mà được họ chăm lo về cái đó, đúng rồi. Nên là đừng có giỡn chơi với pháp luật Mỹ nha quý vị, pháp luật Mỹ không giỡn chơi được. Mà cái khi mà mình Hoàng Anh thôi chứ đừng cái gì mình đang nói vậy. Mà cái Hoàng Anh mà khi mà trả không, mình không trả tiền nó còn tiền lãi, tiền lời, tiền lời, lời rồi lấy luôn cái passport. Cái thằng Hải hôm lát mà nó kể chuyện đó, đó rồi nó không trả tiền nuôi con nữa, bây giờ mà là đi hôm lát luôn, không có khả năng trả nó, tiền. Nó lời mà lên tới 150,000 mà nó chạy nó đi hôm lát luôn, nó chấp nhận chẳng thà nó hôm lát chứ bây giờ nó đâu khả năng nuôi con nó đâu. Ở đây đó, tại sao người ta một bước đó, đang từ giàu mà sang nghèo, từ nghèo cái đi ra không lét, đó là cũng chỉ vì những cái lý do đơn giản như vậy. Ly hôn, chia tay vợ, rồi vợ làm khó. Nó khủng khiếp lắm quý vị, luật pháp ở đây nó khủng khiếp lắm. Không cần phải làm gì, như không cần phải làm gì hết. Như là Leon kể giống như vậy, không cần. Như quen một luật sư giỏi, cô luật sư chỉ cần làm cho như những cái thủ tục để mà Hoàng Anh phải trả tiền chứ không cần phải dí hơn, phải chửi không cha mắng chửi mẹ, không cần chửi cha mắng mẹ, không làm gì hết, để cho nó bình tĩnh đi, để làm ăn nó đi. Còn có tiền, ngày nào nó càng giàu lên thì nó càng chết với em Như ơi, chị nói thiệt. Ví dụ như nó làm 10,000 thì em cũng sẽ được vài ngàn, nó làm 600 thì em chỉ được 100, nếu mà được vài 10,000 thì em được vài ngàn, cứ nói là như vậy đi. Em cứ nói là bây giờ là nó không trả tiền nuôi con, mày chửi nó mỗi ngày, mày chửi nó xối xả, mày chửi cha mắng mẹ, nó mới lấy gì nó bán hàng mà nó nuôi con. Mấy cái mình cũng phải nói là mình phải nghĩ lại chứ. Rồi còn một cái nữa, đúng rồi, bây giờ Leon mới nhớ cái câu này. Rồi Như không biết lúc mà Như Leon khuyên Như, không biết Như nói gì với Hoàng Anh, thì Hoàng Anh mới chửi là con mẹ mày, chửi thẳng vô Leon, nhìn vô cái màn hình rồi nói là nói là Leon nói chửi em là bú phem con Như. Thì thật ra là như vậy. Đó, thì đó, tụi mình là đang bị bú phem. Thì Leon nói với cả nhà như vậy là Leon, nếu mà nói đu theo, nói ăn theo thì Leon biết, còn nói chữ bú phem là Leon không biết. Không biết bé em của mình, bé Như có nói cái gì với Khoa sai lệch cái lời mình khuyên hay là cái lời mình nói hay không. Nhưng khi qua tới miệng của Khoa thì nói là Leon nói Khoa là bú phem Như, rồi gì đó, rồi chửi Leon là đủ gì địch con mẹ mày, đồ thằng bóng gì, anh hùng núp lùm, bóng núp lùm gì đó. Cái đó là không, cái đó là Leon rất là lấy không có vui, là vì cái chữ bú phem là cái không, Leon không có biết nói, không có biết là và không biết, thứ nhất, thứ hai ở Mỹ không có thịnh hành, chỉ ở Việt Nam xài thôi. Do đó Leon rất là buồn là những gì mình khuyên, mình nói với em mình và đi qua cái hướng bên phía bên kia lại là sai lệch hết, là giống như mình là cố tình gì đó sạc lửa, phá phách, làm cho chia rẽ họ. Cái đó là Leon không có, bởi vì từ ngày đầu, từ ngày cái livestream mà Leon thấy Khoa vô và hai đứa em gái mà đi theo Như là Leon rất là vui, bởi vì nghĩ một mình Như không thể nào làm lợi cái đám bên kia lúc đó, và Leon rất là ủng hộ. Và Leon cũng thấy có nói với Như, Leon Khoa cũng có nói với Như là có Khoa là đã lo cho mày, là rất là yên tâm rồi. Và sau đó là có hai em rành, rất là rành về luật pháp, là Leon cũng thấy là nhiều khi mình vô mình comment, mình vô mình khuyên răng, mình nói này nói kia thì bị bên kia chửi rủa rồi nhắn tin, thì Leon nghĩ là thôi kệ. Cái đó là trời này, cái live stream mình dài, cái đó là mình cũng mình cũng hiểu được. Nhưng mà nói mà nếu mà Leon dùng những từ mà em ơi em bú phem của Như hay là em ăn theo, cái đó là không phải Leon nói nha. Trời ơi Như ơi, em là cái gì mà chị mượn tụi em, trời ơi chị cũng giúp tụi em thôi chứ. Đi quay nhà em mà em nói mượn em để câu view, rồi mượn đâu phải nó nói phải không? Không, cái cách nó nói sao thì thằng Khoa nó mới chửi tụi mình không, như vậy. Nhưng mà mình phải nói cho rõ ràng là Như không có nói, Như nhưng không mà có Như nói. Đứng ngoài sao chắc nhận cho người ta nói. Chắc Như chắc hỏi Như gì thì Như chỉ kể thôi, nhưng mà thằng kia đang nóng quá nó nói đại thôi chứ thật ra. Mà thằng kia thì nó ngẫu hứng quá nó giúp người nó ta. Nó chửi đúng rồi. Không, nhưng mà cái từ đó thì theo Andy nghĩ á, giống như Andy nói cái câu mà ăn mài dĩ vãng đó, cái câu mà ai bú phem ai thì cả nhà phải thật bình tĩnh, và giống như mình làm cái một người hiểu biết thì mình vô cái YouTube mình thấy cái tên là mình biết ai muốn bú phem ai rồi. Chứ ở đây Andy, giống như Andy cũng có kênh YouTube, nhưng mà một năm Andy mới post bài, tại vì Andy là không có tính cái đó là để là kiếm sống hay là để làm cái gì trên cái đó, cho nên Andy với lại Leon hay là với Thiên Nga mà
với lại Như, với lại tụi em cũng đâu có là cái gì đâu, đâu phải là cái gì một cái tiếng tốt hay là cái gì để đâu, phải tiếng anh, thơm để cho tụi anh bám theo, để tụi anh bám vô. Tôi phải qua cái câu chuyện này tôi mới biết là con người tôi nó bị gọi là cái gọi là hay bị cái cung thị phi á, mà không phải, phải làm lành à, làm lành á hay làm chuyện bao đồng á, mà mình tức có nhiều lúc nghĩ á, như giống như em mình giống như đàn chị khuyên tức quá, khuyên vào anh em mà tao bóp Facebook cho mày biết luôn. Thì cuối cùng mình bị á, cộng đồng mạng người ta chửi, trời ơi, tao nói chửi không mà kịp. Chửi mà giống như tẩy chay tôi luôn vậy đó. Không kịp. Hốt không kịp luôn á. Cái đợt trước ngày xưa á, Nga cũng bị một cái chuyện gọi là oan ức cực kỳ đó. Mà Nga không bao giờ Nga minh oan hay một cái gì á, cộng đồng mạng thời đó cũng đòi tẩy chay Nga luôn. Nga vẫn im lặng lặng lẽ chấp nhận mình, cái nghiệp của mình nó tới rồi, thôi giờ chỉ có tụng kinh rồi giải nghiệp bớt hơi, rồi mình làm chuyện phước đức để giải nghiệp bớt. Tới như là một cái chuyện hỡi ôi nó từ trên trời rớt xuống, mà mình càng giúp mình giúp rồi giờ mình giúp vô chửi. Nó bùng thành mình thành phải mà lúc đầu là mình đi theo bên kia mình binh á, thì mình đi chửi theo rồi nháo Hoàng Anh. Thật sự tới giờ, tới ngày nay xin lỗi quý vị, Nga chưa giờ nói chuyện Hoàng Anh luôn, chưa tại, Leon cũng chưa luôn, chưa bao giờ gặp được Hoàng Anh, chưa bao giờ nói chuyện Hoàng Anh ơi. Giả như như chị mà bữa đó mà chị nhắn tin, em rip tin chị một cái, tới ngày nay chị cá với em thì không bao giờ em bị cái chuyện tan nát với ngày đúng hôm rồi. Nay ôi Vinh nó nói tuổi thìn ưa bị thị phi, bây giờ livestream của mình đủ chưa, xong chưa, mình nói hết những gì mình muốn thì nói đó, chưa thì đó, Hoàng Anh nó chỉ còn gặp mình gom lại cái đi là nó ok rồi. Dạ, rồi gom lại đó. Nói cho hai bên đi, khuyên thì đi đó, hôm nay thì á khuyên thì cũng khuyên rồi, bây giờ chị khuyên Như nói rồi. Một lần nữa livestream thẳng Facebook luôn, Như ơi em đừng livestream nữa. Em livestream em bán hàng đi Như, kiếm rồi tiền. Em nếu mà Khoa có thương em thì thôi anh Khoa ơi, Khoa giúp cho Như livestream bán hàng đi Khoa, đừng có chửi đổng người này người kia. Khoa mới chửi có ba đứa này là đã thấy mệt mệt rồi, bây giờ Khoa mai mốt là sẵn dịp mà Khoa lên cái đà Khoa hưng phấn, Khoa sẽ còn chửi hết cái nghệ sĩ bonsai này nữa chứ không nói chơi đâu. Nó chửi luôn mà nghệ sĩ không dám làm gì, nó mà nó nhắn tin những cái lời rất là tục tẳng lỗ mãng. Trong mắt Như á, Khoa là bạn tốt, tại vì Khoa cho Như mượn tiền chứ không có ai nhìn thấy là Khoa là đang giúp Như, Khoa đang hại Như đó. Khoa đang hại Như đó, thật sự là hại Như đó. Lúc đầu là thấy giúp mình mừng, nhưng mà sau này càng ngày càng lố bịch, càng ngày càng rác rưởi những cái lời lẽ vô văn hóa, chửi cha mắng mẹ gia đình người ta, chửi người cho ta bên cha bên chồng mà cũng rồi, để cho mà để cho cái thằng Khoa nó lên nó nói chửi như vậy mà cũng nói được, không ai chia rẽ gì hết. Kêu mẹ kêu má vừa phải phải thôi, mình mà con người với nhau mà khi nào người ta quá tệ thì mình như thế nào, chứ còn cái này là cũng do lỗi em như thế nào đó thì Hoàng Anh nó mới đi, thì bây giờ mình phải coi từ từ. Mà cái sai của Hoàng Anh là ông Hoàng Anh nó không đi, ông âm thầm vậy đó, ông đi ông mà cũng mình đó, cũng không biết là mà tại vì nó mà, đi mình đâu hay mà, cái đó mà Hoàng Anh nói. Làm như vậy á, phụ nữ người ta tức lắm, người ta hận dữ lắm, đừng làm như vậy em ơi, tội nghiệp đúng lắm rồi. Nó còn đứa con rồi, em còn đứa con, em phải giải quyết khéo léo, nhưng mà đừng bao giờ dùng cái từ Leon rất là ghét một cái là không phải con tôi, người Việt Nam mình ưa bị cái tánh là không phải con tôi, đi khám DNA đi. Ủa Hoàng Anh nó có nó nói có nói mà. Nó nói trên Facebook hả? Ừ, Hoàng nói Anh luôn ơi, là em ép lắm Hoàng Anh. Em ép. Trời ơi, nói em luôn sai mà. Đó. Có là không được, nhưng mà con mình biết mình được mà. Nếu mà thí dụ như Leon nè, mình biết được tại vì mình là một người đàn ông có sức chơi, có sức chịu. Mình biết được, thí dụ như con bồ của mình thôi, đừng nói con vợ. Nó lỡ nó dính bầu, khi mà nó nói nó có bầu tuần nào, tháng nào, mình một người đàn ông mình chơi mà mình đâu trí cái tí óc của mình đâu có quên, mình biết mình có được cái sự hương phấn lúc nào mình biết được. Đừng bao giờ mà đúng rồi, đừng bao giờ mà làm cho một người phụ nữ nó bị phật lòng về cái vụ là không phải con tôi, đi khám DNA đi. Cái đó là giống như mình kêu là gì, mình thúc đẩy mình làm cho người ta hận mình càng thêm. Lên đúng rồi. Thì cái này cái lời khuyên của anh Leon trước khi cái livestream của Thúy Nga end, thì Leon chỉ khuyên em là như vậy. Mình đã đi rồi, đúng rồi, mình đã bước đi rồi, mình phải xử sự mình cho phải đẹp. Xử sự cho đẹp, cái nói đó là ý của Leon nói. Thư ký nói là thư ký Vũ Quang Vinh nói thôi rồi, tóm lại kết thúc, thư ký nhắc nhở. Ok rồi, nghe. Thì bây giờ nói quấy chưa nói xong cái xúc tích của tôi. Nói là bây giờ với cái livestream này Leon khuyên em, mình đã ra đi rồi, giống như Leon nói, mình biết mình mất, mình biết cái sự mất mát của mình, nhưng mà em vẫn quyết định ra đi thì mình phải đi một cách hiên ngang, một cách hoành tráng hơn và phải đi một cách với một cái trách nhiệm của một người cha, một người chồng cũ, đúng không? Tại vì bây giờ không còn là vợ chồng nữa, cái đó là em. Còn về bé Như, còn về người kia,
Anh Leon sẵn đây một cái livestream này là mong là livestream cuối cùng nói về em, tại vì bao nhiêu năm qua cuộc sống của anh rất là bình thản khi không thấy mặt em. Thì anh không bao giờ có sự ganh tị và có sự xúi dục hay có sự đẩy em ra bất cứ nơi nào. Em đứng ở mé nào anh cũng là người đứng trước em. Cái thứ nhất cái đó, và cái cuối cùng là cho em gái bé Như, là khi mà anh Leon nói cái gì, anh Leon khuyên cái gì, anh em gọi điện thoại với nhau nói chuyện trước khi báo chí hay là sau khi báo chí, anh Leon đều có nói chuyện với em. Và lời nói của em vẫn như cũ là em hiểu rồi anh trai, em hiểu rồi anh trai, em biết rồi anh trai. Em, cái của em ưa bị là anh để ý, anh thấy em bị nhiều nhất là bị người, nãy Leon, Andy nói là gì? Người xung quanh đó, là tác động của xung quanh. Là em nói mẹ em là người nói, là mẹ, là anh biết ngay là mẹ em là sẽ suối là nói là Leon đi bóc phớt con. Tại sao Leon nói, mở miệng nói là anh của mày mà đi lại đi lên báo tố mày, cái đó là không đúng, đó là mẹ em nói không đúng. Bởi vì Leon đã gọi nói điện thoại nói chuyện với em riêng và có nói chuyện với em, cái đó là cho Leon xin lỗi mẹ, là Leon đã nói thẳng với mẹ như vậy là Leon không có ý tố em. Và cái thứ hai, Leon nói cho em biết là khi em gọi điện thoại em hỏi anh Leon về vấn đề về gì, Leon nói cho em biết, nhưng mà Leon không biết là em có khoe với bên khoa là ở anh Leon giúp em, giúp khoa hay không. Nhưng lại Leon lại bị chửi, bị nhục mạ vì Leon muốn chia rẽ em, muốn đi bêu xấu em và khoa, thì cái đó là em làm không đúng, cái đó là Leon sẵn đây nói với em. Và đây, hôm nay mong là cái livestream này là cuối cùng Leon ngồi đây nói về tụi em nha. Cảm ơn rất là nhiều. Hoàng Anh ơi, xong rồi đó. Cái khi mà chị nghe câu chuyện ở em nói đây không phải đứa con của em á, thì nó làm cho chị bị bất ngờ á. Tại vì cái hồi mà chị biết em á, chị qua nhà Như á, chị thấy cái hình ảnh em chị thương lắm. Em là một cái người đàn ông, thật ra Như mà ngày nay con mà Như mà được chăm sóc được là hầu như là do tay ông ngoại, với lại là như Hoàng Anh đó. Tại vì chị qua là chị thấy Hoàng Anh rất là thương con, thay tã cho con, bú sữa cho con ngủ là một tay Hoàng Anh làm hết. Nhưng mà đến ngày nay Hoàng Anh nói như vậy thì thật sự nó nghe nó cũng hơi buồn. Nói trong đây nói là Thấm BB nói chứ không phải Hoàng Anh. Thấm BB hả? Nên nói vậy. Thấm BB con nói rồi. Thấm BB thì thật sự là bên kia nói chửi vậy. Trời ơi, là Thấm BB nói hả? Đây nè, mới nói thì mình phải nói cho Thái, mình có thì mình xin lỗi. Thấm BB ơi, thật sự là sẵn đây thì Nga mới nói á, Thấm BB hiện tại là không có giúp Hoàng Anh đâu. Đừng có nghĩ là Thấm BB đang mượn Hoàng Anh để mà đi ra tên tuổi của mình. Cứ lấy tên Hoàng Anh để chọc tức Như là không đúng. Cái một lần đầu tiên đó, thì đó hồi nãy giờ hai người đang TA đó. Mà lúc mà Nga vừa qua nhà Như đầu tiên mà cái birthday ai đó. Birthday của con Như, birthday của Nô. Tự nhiên cái mình bị lôi vô chụp hình. Lôi vô, đúng rồi. Cái khoảng 5 phút sau, cái là lên bài báo là Thấm BB gì đó. Đi với diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng gì đó. Trời ơi, còn đưa cho tôi coi, tôi hết hồn tôi đó. Tại sao mượn người ta ra mà không xin phép, là đúng là tôi đã giận rồi. Không phải, thì mình tới ngày hôm nay ở trong ngày nhìn là thấy cái đường người ta đi rồi mà chỉ có Như nó yếu bóng vía thôi. Thật ra không chắc được, Hoàng Anh nó cũng cần tiền quý vị, nó đi làm việc cho Thấm thì Thấm cũng trả tiền cho nó, nhưng mà thật ra Thấm thương Thấm tốt thì Thấm cũng phải nên bia phải áp với lại phải giúp cho Hoàng Anh để nhìn cách không đúng. Không thể nào mà nói con người ta được đi khám DNA được như vậy không? Chứ không có thể nào mà tự động cái nói người ta như vậy. Chưa cho mình nói thôi, câu trước khi mình đi. Thôi bây giờ là kết thúc rồi đó. Thì đó, thì bây giờ mình đi vô vấn đề, Như đi đừng có quảng cáo với người ta nữa. Thì giống như bây giờ cái chuyện anh Điền muốn nói là cái chuyện đã xong rồi. Và những cái lời này anh Điền muốn chuyển tới những người nói là hiểu rành luật pháp và muốn giúp Như. Và anh Điền nhắc lại một lần cuối cùng là những lời tụi em nói, những cái lời tụi em dạch ra, tụi em có nhiều cái kẽ hở lắm. Đúng rồi. Nhưng sau này cái người mà lãnh là hoàn toàn là Như Quỳnh Lê, Lê Quỳnh Như. Chứ không phải là chứ không cái phải người tụi đang, em. Giúp Hoàng, nhưng mà, đang giúp Hoàng, nhưng mà Như thì nó không có hiểu. Nhưng mà tại vì khi mà tụi em nói đó, Andy nói như vậy là em hiểu được anh muốn nói gì. Và những người ở Mỹ là hiểu được Andy nói đang muốn nói gì. Cho nên càng nói càng sai, em càng nói càng sai và càng giúp càng hư. Cho nên cái lời cuối cùng anh muốn nói là thôi đủ rồi, ngưng tại đây là quá được rồi. Thí dụ mà em cần giúp trong mặt tài chính hay là em cần giúp trong công việc, cần Andy help em để làm những cái việc kiếm tiền nuôi con, giống như Andy đã hứa từ đầu, anh sẵn sàng giúp em cái cần câu chứ anh không có giúp em con cá. Nhưng mà anh giúp là anh giúp hết mình.
Nhưng với em phải làm sao để người ta giúp mình hết mình. Em phải làm sao cho những người mà xung quanh người ta phải đi lại gần em, chứ không phải là em phải làm sao cho những người xung quanh càng ngày càng xa lánh em. Thì anh nói thì có thể là em hơi khó hiểu, tại vì em thì nó hơi chậm. Không, nhưng mà thật ra qua cái câu chuyện rồi mình thấy Như không đơn giản như mình nghĩ đâu. Thật ra Như cứ nó hiểu hết đó, mà tại vì nó muốn là không hiểu thôi. Chứ nó không, biết hết á. Không phải đâu, tại vì nó bị giật, nó bị con thấm BB làm quá. Ok, em đi. Cái gì tự nhiên có vụ thấm BB. Tại vì cứ như mượn lời chọt giúp rồi nói vậy đó, thì cứ nói vậy mình phải nói cho công bằng chứ. Thôi rồi. Bây giờ cái livestream của mình kết thúc ở đây nha. Đây là lần đầu tiên mà Nga livestream quá dài quý vị ơi. Trời ơi, gần 2 tiếng đồng hồ đó, nó nhiều quá. Thì Nga cũng cảm ơn cả nhà, thật sự Nga không bao giờ Nga muốn chia sẻ cái livestream về chuyện của gia đình Như với Hoàng Anh lên đây, nhưng mà Nga chia sẻ đây để cho mọi người hiểu hơn là cái luật pháp của nước Mỹ với là cái hôn nhân ở Mỹ khi mà ly dị xong có người phụ nữ người đàn ông là được gì mất gì, để cho mọi người hiểu. Nên mọi người thương Như thì thương, nhưng mà mọi người đừng có lo, luật pháp nước Mỹ rất rõ ràng, Như sẽ được đủ điều hết trơn, có Như không có thiệt thòi đâu. Cái điều là bây giờ mình chỉ thay đổi một chút cái xử sự thôi, là mình đừng có lên livestream mình nói người ta nữa, như vậy nó không có tốt mà nó cũng không hay, nó bất lợi cho Như nhiều thứ lắm. Nên là thật sự là Nga là đã có những cái cuộc đời, Nga đã có những cái nhiều đau khổ, Nga đã chỉ Như rồi chứ không phải không chỉ đâu. Nên là mong Như coi cái này thì là để cho mình một cái cách thay đổi, cái bước đi mới đi, một bước đi mới đi ha. Đúng rồi, cái sau này là bước đi mới. Như thì sẽ giúp cho Như một cách khác, chứ không phải đó mới là giúp. Giúp cho Như một cái bước đi mới đi. Rồi á, rồi cái chị gì luật sư gì đó thì nếu mà ấy thì thương. Mình cứ đúng thương thì mình cứ đi làm theo kiểu đúng luật sư. Là luật sư đâu có lên Facebook mà chửi bới người này chửi bới người kia, lôi tôi chửi mà không biết cái chuyện gì cũng lôi vô chửi, cứ nghĩ là tôi đang chửi chị, tôi đâu có chửi chị đâu. Tôi đang nói Như với tôi nói Nguyên Khoa. Mà chị vô chị chửi tôi, trời ơi, mà chị hot lắm nha, chị chửi tôi xong chị cũng hot luôn. Nhưng mà không sao. Thôi. Mình chào đi. Thôi bye bye cả nhà, là cộng đồng mạng hôm nay. Cả nhà xem. Cũng nhớ nha cả nhà, những gì tụi này nói công tâm mà nói là công điều tâm thương, mà nói thương chứ không hết. Phải chỉ trích mà cũng không, không phải muốn bóc phốt. Không bóc phốt, không là không chỉ trích, nói cho mọi người hiểu được cái vấn đề thôi. Thôi Thúy Nhưng Nga. Mà cả nhà cũng đừng nghe lời Leon. Giống như Andy nói mà đi PR cho người khác, người ta đang mượn mình để làm những chuyện ruồi bu kiến đậu, cả nhà nhớ cái đó. Rồi, bye. Ok thôi, bye bye. Lấy Yến ăn đi chứ mất sức quá à. Bye cả nhà, good night. Thôi, cảm ơn cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày thiệt là vui vẻ. Nãy giờ là Nga không có đọc được có một cái comment bình luận nào hết trơn á. Bye bye, cộng đồng mạng này đã xem cái video, xem cái livestream này của Thúy Nga nha. Thank you, bye bye.